Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hào Tiger. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tập mới của bộ đấu phá thương khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngay tại phệ thạch thú không biết nên giết thế nào tiêu viêm mà tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Tiêu viêm mắt nhìn lấy nó tựa như lỗ đen niết hầu, lạnh lùng nhẹ giọng mở miệng. Tiểu y. Tiểu y xông ra, múp míp tay nhỏ hướng vệ thạch thú yết hầu phát ra từng đóa từng đóa màu đỏ tím hỏa liên theo một cỗ nóng bỏng khí thế mênh mông tự vệ thạch thú miệng to như chậu máu truyền ra liên tiếp tiếng ầm ầm vang lên vệ thạch thú khổng lồ đầu lâu cùng thân thể ầm vang nổ tung khối thịt cùng máu tươi bốn phía phiêu tán rơi rụng cường đại thiên hòa tác động đến bốn phía một mảnh hỗn độn mà tiêu viêm cùng tiểu y đã sớm thoát đi hiện trường dư âm nổ mạnh còn không có lắng lại lại một tiếng thê lương tiếng vang lên một đạo quang ảnh hiện lên con tóc đỏ lục tinh đỉnh phong ma thú cái cổ bắn ra chói mắt huyết quang to lớn đầu lâu cùng thân thể tách rời trợn lên hai mắt còn trợn lên giận dữ nhìn cách đó không xa dần dần ngưng thực thần ảnh từ ảnh một chút đầu ma thú lãnh tụ này tọa hạ bảy đại ma thú lục tinh đỉnh phong một trong gấu thú tóc đỏ thực lực rất mạnh đáng tiếc lúc vệ thạch thú nổ tung nó bởi vì khoảng cách quá gần mà bị tai họa bối rối tránh đi lúc liền gặp từ ảnh quỷ thần khó lường tất sát nhất kích bỗng nhiên chết tại chỗ một màn này. Khiến vây quanh ma thú tới lâm vào nhất thời ngốc trệ bên trong, nên biết thú lãnh tụ tọa hạ bảy đại ma thú Lục Tinh đỉnh phong, từng con thực lực bất phàm, nhưng lại tại mấy hơi thở liền bị hai người Lục Tinh sơ, trung kỳ kẻ xâm nhập giết chết mất hai con, chúng nó đây thực sự khó có thể tin. Trên thực tế, mặc dù cùng là Lục Tinh đỉnh phong, dù sao bọn chúng chỉ là ma thú phổ thông, huyết mạch không có cao quý như Tuyết Kỳ Lân, đã không có đặc biệt đấu kỹ mạnh, lại không có trận pháp tăng thêm đối đầu không thể lẽ thường mà nói tiêu viêm cùng từ ảnh hai người bị giết thì chẳng có gì lạ thời cơ tốt thấy một đám ma thú nhất thời thất thần tiêu viêm cùng từ ảnh như thiểm điện đánh úp về phía mặt năm con lục tinh đỉnh phong ma thú khác Người dám quá to một tiếng như sấm sét giữa trời quang ở giữa không trung vang lên ma thú lãnh tụ chân sau đạp lên mặt đất hướng về hai người nhà lao đến nó dù nặng nề như núi tốc độ lại dị thường mau lẹ bất quá trong chớp mắt liền xông ra trăm trượng chỉ là nó cách tiêu viêm hai người y nguyên có không khoảng cách ngắn, mà tại nó vọt tới tiêu viêm cùng tử ảnh phụ cận trước đó, tiêu viêm cùng tử ảnh có thể làm rất nhiều chuyện. giữa không trung tử ảnh hai chân một khuất, phút chốc nhảy lên vọt hướng một đầu lục tinh đỉnh phong thiết bối lang, một đôi sắc bén lưỡi dao đâm về cái ót thiết bối lang. tới người nguy cơ để thiết bối lang từ kinh ngạc bên trong đột nhiên bừng tỉnh, lông tóc nó dựng đứng đầu, bỗng nhiên nghiêng một cái, khó khăn lắm tránh đi một kích này, cũng dựa thế tại không trung liên tục lan lộn chạy được không từ ảnh giơ tay trái lên lưỡi dao bay ra chuẩn lại chính xác đâm vào trong cặp mắt thiết bối lang lưỡi dao rút ra bay trở về trong tay từ ảnh thiết bối lang trong cặp mắt phun ra một cỗ máu mũi tên thiết bối lang đờ mắt bên trong kinh hoàng biến thành ngơ ngẩn tuyệt vọng sau đó ẩm vang đổ xuống nó đến chết đều nghĩ không minh bạch vì cái gì người này có thể tại nó lăn lộn bên trong còn có thể chuẩn xác chúng đích nó chí mạng nhất bộ vị tại từ ảnh tập sát thiết bối lang đồng thời tiêu viêm cũng động cùng từ ảnh linh xảo so sánh tiêu viêm hành động lộ ra cuồng dã mà bá đạo chân trùng điệp dẫm một cái tiêu viêm nhảy lên thật cao 888 đạo thức ảnh đem trong bầy thú mặt khác bốn đầu lục tinh đỉnh phong ma thú đều bao phủ thước chỉ bách thú đây là khí thế hạng nào lại là hạng nào phách lối trong bầy thú lập tức vang lên từng tiếng táo bạo cùng phẫn nộ gầm nhẹ trên trăm đầu ma thú cấp tốc vây quét tới đến hay lắm tiêu viêm hưng phấn hét lớn một tiếng đầy trời thức ảnh hung hãn chém xuống giống như là vô số mang theo hỏa diễm thiên thạch từ trên bầu trời nện xuống. Dù là đàn thú khí thế hung hung, tiêu viêm đã lĩnh ngộ, được 999 thước huyền diệu thước pháp 888 đạo thức ảnh dưới, chỉ có rú thảm, từng cỗ thi thể nhào nhào rơi xuống, máu tươi tại không trung phun ra, văng khắp nơi. Nhìn thấy số lớn ma thú thảm tao tàn sát, bốn đầu ma thú lục tinh đỉnh phong cảm giác nhận lấy vũ nhục cực lớn, bọn chúng đập tan dần dần liễm thức ảnh, mang theo tanh hôi kình phong, rú lên lấy rửa không đập ra sắp bén cự trảo như đao vạch hướng tiêu viêm đối với thiên xích vô ảnh lĩnh ngộ được một cái cảnh giới mới về sau tiêu viêm thực lực không phải ngày xưa có thể so sánh hắn không tránh không né thiên hòa hàng cổ xích hoành ở trước ngực chặn bốn đầu ma thú lục tinh đỉnh phong tất cả công kích ngay sau đó thân thể uốn éo nhất truyền vọt đến một đầu lục tinh đỉnh phong ma thú bên cạnh thân trọng thức nặng nề mà đập vào đầu ma thú này cùng với một đạo kêu gào thê lương cùng từ ảnh tiếp lấy hô to đầu ma thú lục tinh đỉnh phong này như bị đánh bay bóng ra giống như bay về phía tử ảnh hiện lên phía sau mấy đầu ma thú công kích tử ảnh như yêu mị đồng dạng vạch ra xong nhận hai đạo lỗ hồng lớn từ đầu ma thú lục tinh đỉnh phong này cái cổ một mực kéo dài đến bụng nạm ngũ tặng lục phủ bốn phía tản mát trong nháy mắt lại giết chết hai đầu ma thú lục tinh đỉnh phong còn giữ dần đem ma thú vòng vây xé mở một cái thật to lỗ hồng hung hãn khí thế cùng thực lực kinh người để bốn phía ma thú đều sợ hãi không thôi vây quanh tư viêm từ ảnh hai người ma thú không tự giác nghĩ lui về sau bên ngoài nghĩ bổ sung miệng ma thú cũng nhất thời đã mất đi che già mang mọc dũng khí nhưng còn lại ba đầu ma thú lục tinh đỉnh phong lại đôi mắt đỏ bừng vọt lên nhô ra ra lông móng vuốt hiện ra như sắt thép quang mang hung hăng giữa trời chụp được nhất định muốn tại ma thú lãnh tụ đến trước khi đến tiêu diệt ba đầu ma thú lục tinh đỉnh phong thiên hỏa hằng cổ xích toàn lực vung tràm loái hàn mang lưỡi dao tinh chuẩn nhanh đâm trầm mặc mà túc sát hỏa diễm không thôi bông tuyết loạn vũ huyết quang không ngừng tiếng kêu dây liên hồi ba bộ thi thể lục tinh đỉnh phong của ma thú không cam lòng từ giữa không trung rơi xuống lúc này ma thú lãnh tụ rốt cục đuổi đến trùng điệp gọi ra một mực kìm nén một ngụm chọc khí nhìn xem bảy con thi thể của ma thú lục tinh đỉnh phong tiêu viêm hơi nhếch khóe môi lên một về tường cong cái này cần trợ giúp cường hãn thiên hỏa đối với ma thú áp chế ma thú bình thường đều là sợ lửa huống chi là thiên hỏa nếu không hai người muốn trong thời gian ngắn như vậy đem bảy con lục tinh đỉnh phong ma thú đánh giết cơ hồ liền là không thể nào ta muốn các người chết không có chỗ chôn ma thú lãnh tụ nhìn chằm chằm tiêu viêm từ ảnh hai người trong mắt hận ý ngập trời tiêu viêm không nhìn sau lưng phẫn nộ gầm nhẹ đàn thú nhìn xem ma thú khổng lồ lãnh tụ khinh thường nói ra người nếu là trong thất tinh kỳ có lẽ lời nói này có tư cách đáng tiếc người bất quá thất tinh sơ kỳ mà thôi một người lục tinh sơ kỳ nhân loại dĩ nhiên dõng dạc nói mình bất quá thất tinh sơ kỳ mà thôi ma thú lãnh tụ tức giận đến đều nhanh bật cười tiêu viêm đối với ma thú lãnh tụ cảm thụ không thèm để ý chút nào âm thanh lạnh lùng nói người hạ bảy con ma thú lục tinh đỉnh phong trong chớp mắt liền đều mất mạng tại trong tay chúng ta ngươi còn cảm thấy ngươi một cái thất tinh sơ kỳ liền nhất định là đối thủ của chúng ta sao ta hiện tại cho ngươi hai con đường lui hoặc là chết phách lối thực sự là quá phách lối khổng lồ đàn thú nhao nhao giống giận sông tới Ma thú lãnh tụ ám kim sắc con người trở nên đỏ như máu to lớn bàn chân bỗng nhiên hướng phía tiêu viêm cùng tử ảnh dẫm mạnh đây cũng là xung phong liều chết mệnh lệnh bốn phía đàn thú đều gào thét nhào lao đến phối hợp ma thú lãnh tụ khởi sướng tập thể công kích thành thế cực kỳ kinh người tiêu viêm cùng tử ảnh không sợ hãi phản thích lướt nhìn nhau hiểu ý phía dưới căn bản không quan tâm vây sông lên đàn thú nghênh đón ma thú lãnh tụ đạp xuống cự trường sông tới kỳ thật đây chính là tiêu viêm muốn xem đến hắn vừa rồi sở dĩ kiêu ngạo như vậy chính là muốn chọc giận ma thú lãnh tụ để tự mình động thủ hai người bọn họ mới có cơ hội đem đánh giết nếu không ma thú lãnh tụ chỉ là tại trong bầy thú mệnh lệnh thú bầy đối với hai người tiến hành vây quét tiêu viêm hai người chỉ sợ thẳng đến gần mệt kiệt lực cũng không đụng tới ma thú lãnh tụ một chút da lông thấy hai người không trốn không tránh ngược lại nghênh trên lãnh tụ bọn chúng đàn thú tự nhiên càng thêm ra sức nhào giết đi lên nhưng là ngay tại ma thú lãnh tụ cự trưởng liền muốn đạp chúng tiêu viêm hai người thời khắc hai người tất cả đều quỳ dị khẽ quấn né qua cự trường dán chặt lấy ma thú lãnh tụ tráng kiện trên trước nhào thân mà bên trên xông lên phía trước nhất ma thú coi như tao ương to lớn cự trường rơi xuống xông vào trước nhất mấy đầu ma thú tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau có thể mới chạy trốn tới bàn chân vùng ven liền gào lên thê thảm hoành lan ra ngoài thẳng đến đụng ngã đằng sau nhào xông tới một đám ma thú mới đình chỉ nhấp nhô cũng không còn cách nào đứng lên ma thú cuối cùng không bằng người có trí tuệ khóe mắt thoáng nhìn một màn này tiêu viêm cười nhạt số bồng nồng đậm hỏa diễm từ thiên hòa hằng cổ xích bên trên sông ra cùng tử ảnh băng nhận chảm hướng ma thú lãnh tụ đạp xuống đầu chân này một cước đạp hụt cảm nhận được chân bên trên chuyển đến sen lẫn ý lạnh nóng rực ma thú lãnh tụ không lo được những ma thú kia chết sống đấu khí quán chú đi trên đùi lân phiến bá một cái toàn bộ mở ra từng mảnh từng mảnh lớn lân phiến dựng đứng giống như đao tiêu viêm cùng từ ảnh binh khí trên vạch xuất ra đạo đạo bạch ngấn phát ra như kim loại chói tai âm thanh tiêu viêm âm thầm nhíu mày mắt thấy một cái cự chảo khác quét tới cùng từ ảnh thân hình khẽ động lui ra phía sau vài chục trượng một tiếng gầm nhẹ ma thú lãnh tụ thừa cơ truy kích to lớn móng vuốt liên tục càn quét không cho tiêu viêm từ ảnh hai người cơ hội cận thân thân hình của hai người như u linh phiêu đãng tại ma thú lãnh tụ trảo ở giữa tránh chuyển xê dịch chảo thế rủ mãnh nhưng luôn luôn lệch một ly ma thú lãnh tụ càng phát ra tức giận lại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy đang tức giận thấp vào bên trong chảo thế quét ngang tật mãnh như gió lốc hai người y nguyên không việc gì nhưng xung quanh đàn thú liền thảm rồi chen chúc bên trong căn bản không thể nào né tránh nhào nhào bị ma thú lãnh tụ cự trào cùng cự trào quét ngang mang ra trào phong quét bay ra chóc thịt bong gãy chi bay tứ phía trong lúc nhất thời tử thương vô số trước mặt các ma thú đáng thương nhìn qua nổi giận mất lý trí ma thú lãnh tụ nghĩ lui lại không dám lui chỉ có thể kiên trì xông về phía trước sau đó anh dũng chịu chết rốt cục có một chùm thú huyết phun ra tại ma thú lãnh tụ trên mặt để ma thú lãnh tụ tỉnh táo lại dừng lại công kích nhìn xem chỉ lo né tránh mà hoàn mỹ công kích tiêu viêm hai người đàn thú ma thú lãnh tụ từ trong lỗ mũi hử ra một tiếng hử nhẹ nghe được cái âm thanh hử nhẹ bốn phía ma thú như nhặt được lớn thả lập tức cấp tốc lui về phía sau tại bên ngoài hơn 10 trượng làm thành một vòng tròn, đôi mắt bên trong đều là sống sót sau tai nạn sợ sắc. Không có nỗi lo về sao, tiêu viêm cùng tử ảnh sóng vai ngừng giữa không trung, lạnh lẽo nhìn mê muội thú lãnh tụ. Ma thú lãnh tụ cũng tạm dừng công kích, dùng táo bạo, nhưng lại ánh mắt cảnh giác cùng hai người nhìn nhau, một loại không hiểu hòa hoa tại giữa song phương dần dần lan tràn, lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một dạng đáp án, đó chính là không chết không thôi. Ma thú lãnh tụ toàn bộ thân thể chậm rãi cong lại, trên lưng lân phiến lóe sáng sau khi hít sâu một hơi nó phát ra một tiếng khủng bố giống to tiếng giống thảm tại cả vùng thung lũng bên trong quanh quần lập tức cuồng phong hơi thở mạnh khí lưu tại âm thanh như sấm gào thét khẽ động hạ hóa thành vô hình phong nhận phá hướng tiêu viêm từ ảnh hai người một tiếng liền gió tác động tiêu viêm sắc mặt biến hóa đem từ ảnh kéo đến phía sau mình song tay nắm chặt thiên hòa hàng cổ xích tại trước mặt múa thành một mặt tường thuẫn vô hình phong nhận đập nện tại thiên hỏa hàng cổ xích nặng nề thước trên thân phát ra trận trận rợn người kim loại tiếng ma sát tóe lên vô số màu trắng không khí nước chảy xiết nhưng mà tiếng giống thảm không dứt phong nhận liền không ngừng tiêu viêm lâu cản phía dưới không khỏi lui về sau một bước dài thủ lâu tất thua tiêu viêm biết rõ đạo lý này hắn hít sâu một hơi 888 đạo thức ảnh trượt hiện liền liễm tận ngưng tụ thành một thước chém qua thiên xích vô ảnh là đấu kỹ hạng nào uy lực to lớn kỳ phong khó anh đưa tới khí lãng nháy mắt liền xé rách dày đặc phong nhận tiếp theo tiến thẳng một mạch hung hăng đánh vào ma thú lãnh tụ trên đầu ma thú lãnh tụ bị một kích nặng nề đánh cho quay đầu đi rơi xuống mấy khối lân phiến nó làm sao bị thua thiệt như vậy ma thú lãnh tụ trừng mắt tiêu viêm hai người một đôi con người đỏ đến cơ hồ liền muốn nhỏ ra huyết nhưng tiêu viêm tư ảnh hai người lại càng thêm giật mình bởi vì ma thú lãnh tụ trên đầu lân phiến rơi xuống chỗ chỉ là rất nhỏ sưng lên mà thôi ngay cả tơ máu cũng không thấy một sợi đây rốt cuộc là ma thú gì lực phòng ngự lại mạnh như thế biết rõ thiên xích vô ảnh uy lực tiêu viêm cùng tử ảnh liếc nhau ở trong mắt lẫn nhau đều thấy được thật sâu kiên kỵ có thể thống lĩnh vạn thú quả nhiên có chỗ cường đại ma thú lãnh tụ mặc dù tốc độ công kích đều cực phổ thông nhưng phòng ngự thực sự quá mạnh mạnh đến tiêu viêm hai người đều cảm thấy không có chỗ xuống tay nhưng không có thời gian đi suy nghĩ như thế nào phá ma thú lãnh tụ đêm tối đang dần dần tán đi trải qua một đêm không ngừng nghỉ phấn chiến cho dù có lại dư thừa đấu khí thể lực cũng đem hao hết đến lúc đó thanh mộc nhi khiếu chiến bọn hắn coi như quá nguy hiểm tiêu viêm cùng tự ảnh nhào tới tuyết vũ tự ảnh dương một tay lên từng mảnh bông tuyết tung bay vô số đạo bóng hình xinh đẹp ở trong đó ẩn hiện để người phân không rõ thật giả không phân rõ được phương hướng tung diệt mỗi một phiến phất với bông tuyết đều là một đạo gào thét phá không lưỡi đao vạn đóa bông tuyết lát thành con đường không thua gì núi đao cơ hồ không có sinh vật có thể ở trong đó sinh tồn du viêm hóa tam xích thức lên phía trước biển lửa đột nhiên phát sinh sau một khắc thức ảnh từ biển lửa bên trong dâng lên lại cấp tốc vung ra thiên xích vô ảnh khi thế mãnh vượt trên trước đó tất cả công kích nhưng mà bông tuyết tiêu tận biển lửa giấu kỹ ma thú lãnh tụ chỉ là nhíu mày một thân lân giáp y nguyên không có rõ ràng tổn hại một mực dựa vào tự hào đấu kỹ bỗng nhiên đã mất đi tác dụng tiêu viêm cùng từ ảnh sắc mặt đại biến từ ảnh lông mày nhíu lại đối với tiêu viêm truyền âm nói tiêu thiếu thử một chút linh hồn đấu kỹ của ngươi có thể tiêu viêm vừa ngừng đầu muốn thi triển linh hồn đấu kỹ một mảnh to lớn bóng ma liền ném đi qua nhiều lần chống đỡ hai người công kích về sau ma thú lãnh tụ phách lối rơi xuống từ trên không tựa như là đánh tới hướng đại địa một tòa núi nhỏ nháy mắt xuống tới hướng trên đỉnh đầu tiêu viêm không kịp nghĩ nhiều tiêu viêm bản năng tính dơ lên trọng thước đồng thời linh hồn chi lực cực tốc ngưng tụ ầm khí lưu văng khắp nơi bụi mù bay loạn ma thú lãnh tụ cự trưởng dẫm đạp trên thiên hòa hằng cổ xích vội vàng không kịp chuẩn bị tiêu viêm đột nhiên hạ xuống ma thú lãnh tụ thừa thắng xông lên Thể phải đem tiêu viêm dẫm thành một đám thịt nát trước đó bất quá là bị người đánh trở tay không kịp mà thôi tiêu viêm lạnh hư một tiếng triển khai xương cánh tạm hoãn hạ xuống chi thế sau đó thân thể uốn éo thiên hòa hằng cổ xích vung lên quanh mình năng lượng thiên địa cấp tốc tụ lại vây quanh thiên hòa hằng cổ xích càng không ngừng quấn quanh xoay tròn bành ma thú lãnh tụ cự trường lần nữa dẫm đạp tại thiên hỏa hằng cổ xích bên trên nhưng lần này tiêu viêm không nữa hiện lên trước đó hạ xuống chi thế chỉ hơi trầm xuống liền ổn định thân hình cơ hồ cùng lúc đó trên bầu trời chuyển đến một cỗ khí tức như có như không chấn động hai cái khổng lồ hư ảo cối say từ trên trời giáng xuống vây quanh ma thú lãnh tụ nhìn như chậm chạp kỳ thực cực miếng đất chuyển động hai cái cối say trái ngược hướng chuyển động hai cỗ tương phản sức lực tướng kéo ra mạnh mẽ khí lưu ma thú lãnh tụ thân thể lập tức vì đó cứng đờ trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ ngay sau đó nó song chảo ôm đầu tại không trung quay cuồng lên phát ra làm người sợ hãi không thôi kêu thê lương thảm thiết cối say càng chuyển càng nhanh hai cỗ tường phản sức lực sát khí lưu hướng bốn phía lan tràn đứng ở đằng xa trong đàn ma thú bỗng nhiên vang lên liên tiếp tiếng hét thảm vô số ma thú đau thương rơi xuống đất từ ảnh thở dài một hơi có thể từ ảnh cười còn không có tràn ra liền ngưng kết trên mặt nhìn xem ma thú lãnh tụ từ ảnh con mắt trường được căng tròn một mặt vẻ mặt không thể tin cường đại linh hồn rào sát lực không có đánh tan ma thú lãnh tụ ý chí chiến đấu ngược lại để đầu này vạn thú vương bộc phát ra càng mạnh chiến ý theo từng tiếng tràn ngập không cam lòng gào thét ma thú lãnh tụ đen nhánh trên người sáng lên kim sắc hoa văn bắt đầu vẫn chỉ là cục bộ rất nhanh liền toàn thân đều đang lóe lên cấp tốc tại ma thú lãnh tụ bên ngoài cơ thể sen lẫn thành một đạo tàn mát ra nhu hòa quang mang kim sắc phòng sáng càng đem hai cái khổng lồ cối xay xoay tròn hình thành mạnh mẽ khí lưu toàn bộ kháng cự bên ngoài không có linh hồn chi lực tiếp tục xâm nhập lấy ma thú lãnh tụ thực lực nó rất nhanh liền khôi phục thanh minh nương theo lấy nhân loại gầm thét đáng ghét sắc bén chảo ảnh gào thét mà tới một đợt liên tiếp một đợt hư ta cũng không tin không diệt được người ma thú lãnh tụ mặt hiện tính trước kỹ càng chi sắc nhưng tiêu viêm thần sắc lại rất ngưng trọng thậm chí có chút lo lắng mà thú lãnh tụ phòng ngự mạnh đến mức không tưởng nổi lại có thủ đoạn kim sắc vòng sáng linh hồn phòng ngự thanh mộc nhi khiếu chiến bọn hắn đang bị thú triều vây công tiêu viêm làm sao có thể không gấp chặn đánh giết ma thú lãnh tụ này chỉ có thể dùng linh hồn đấu kỹ mà linh hồn đấu kỹ muốn có hiệu quả liền nhất định phải phá mất kim sắc vòng sáng nó có thể kim sắc vòng sáng đến cùng là cái gì như thế nào đi phá tiêu viêm thân hình chớp động như gió đầu óc cũng tại nhanh quay ngược trở lại. Từ ảnh đã đuổi đến, nháy mắt ngay cả đâm hơn 700 đao, đem ma thú lãnh tụ liên miên chảo ảnh phá mất, sau đó lập tức cong người thẳng hướng ma thú lãnh tụ. Chỉ bằng người cũng muốn giết ta, ma thú lãnh tụ mắt hiện vẻ khinh thường, mặc cho từ ảnh giết tới, cự chảo lần nữa chụp về phía tiêu viêm. Nó rất rõ ràng, trong hai người, nam tử mặc áo đen này đối với uy hiếp của nó lớn nhất, nhất định phải diệt trừ trước. Từ ảnh nhận quang chưa gặp được ma thú lãnh tụ bất kỳ kháng cự nào, bất quá lưỡi dao mặc dù xuyên thấu kim sắc vòng sáng nhưng lại tại mực đen như sắt trên lân phiến chỉ có thể lưu lại đạo đạo mảnh mai bạch ngấn ha 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 ma thú lãnh tụ cất tiếng cười to chảo thế không ngừng chụp về phía tiêu viêm nhưng sau một khác nó liền sắc mặt đại biến bởi vì nó chợt phát hiện nó chụp được lệ trào bỗng nhiên trở nên chậm mà lại thân thể của nó tựa hồ cũng có mấy phần cứng ngắc cảm giác nó lúc này mới phát hiện bốn phía nó chẳng biết lúc nào xuất hiện tràn ngập xương trắng nguyên lai like, từ ảnh tại đâm ra hơn 700 đao phá mất ma thú lãnh tụ chảo ảnh đồng thời còn mượn nhờ lưỡi đao gió bày ra nàng băng tuyết vực băng tuyết vực chính là từ ảnh kết hợp tuyết vũ tung diệt cùng đoàn đội đấu kỹ sau mới lĩnh ngộ mượn nhờ trận pháp ảo diệu để hàn khí tại một cái phạm vi bên trong tuần hoàn không dứt không ngừng điệp ra sau cái phạm vi này bên trong nhiệt độ sẽ trở nên dị thường thấp làm ở trong đó tất cả hành động trở nên trệ chậm chiêu này cần tiêu hao đại lượng đấu khí cũng không có cái gì đả thương địch thủ hiệu quả nhưng dùng cho thời gian ngắn trì hoãn địch nhân hành động lại có hiệu quả. Mà lại từ anh cũng phán đoán đúng, ma thú lãnh tụ kim sắc vòng sáng trừ phòng ngự linh hồn chi lực công kích bên ngoài, đối với không phải linh hồn đấu kỵ công kích cũng không có bất kỳ lực phòng ngự, nếu không, kim sắc vòng sáng cũng quá mạnh. Thời khắc này ma thú lãnh tụ, tại tầng tầng hàn khí trói buộc hạ như hãm vũng bùn chi địa, bước đi liên tục khó khăn không nói, công kích tốc độ cũng thật to chậm lại, công kích xem ở tốc độ đều rất nhanh tiêu viêm, từ ảnh hai trong mắt người, tựa như là cố ý thả chậm động tác, né tránh không có chút nào độ khó. Hướng từ ảnh ném đi một cái ánh mắt tán thường, tiêu viêm đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới màu xám thạch bãi cái kia thần bí chi soái nhớ tới chuôi này xuất quỷ nhập thần, có thể không nhìn hết thảy chướng ngại, khiến hắn đến nay vẫn lòng, vẫn còn sợ hãi huyết sắc tiểu kiếm. Từ khi lĩnh ngộ thương khung hàn trói buộc, Giảo sát, cối say, thiên nhãn chờ diệu dụng về sau, tiêu viêm đối với linh hồn chi lực trưởng khống kỳ thật sớm đã đạt đến một cấp độ mới chỉ là tiêu viêm vẫn cho là linh hồn chi lực tất cả vận dụng đều là dùng để giết địch bên ngoài hình thức không nghĩ tới còn có thể từ nội bộ đi đột phá bây giờ thông qua huyết sắc tiểu kiếm đốn ngộ tầng thật mỏng cách ngăn lập tức bị xuyên phá tiêu viêm rộng mở trong sáng đôi mắt càng ngày càng sáng để từ ảnh tán đi băng tuyết vực tiêu viêm mặt mỉm cười đứng tại ma thú lãnh tụ trước mặt lúc này bình minh tiên nắng đầu tiên xuyên thấu đêm tối mê vụ vẩy xuống trên núi xanh cũng chiếu xuống tiêu viêm trên thân để tiêu viêm bằng thêm một phần thần bí. Ma thú lãnh tụ nghi ngờ nhíu nhíu mày, không minh bạch tiêu viêm ở đâu ra tự tin dám cứ như vậy đứng tại trước mặt của nó, như mới từ băng tuyết vực bên trong giải thoát ra nó tức sôi ruột, lười đi phỏng đoán. Một bàn tay liền hướng tiêu viêm phiến đi qua, dưới cái nhìn của nó, mặc kệ tiêu viêm đùa nghịch hoa chiêu gì có âm mưu gì, nhất lực phá vạn pháp, trực tiếp chụp chết là được. Bốn phía may mắn không chết ma thú cũng mặt đầy oán hận chừng mắt tiêu viêm hai người, đều muốn nhìn đến tiêu viêm hai người bị lãnh tụ bọn chúng một bàn tay đập thành bánh thịt nhưng đối mặt ma thú lãnh tụ giận đập mà đến cự trường tiêu viêm y nguyên mỉm cười hắn suy nghĩ khẽ động một thanh hiện ra từ hồng sắc quang trạch tiểu kiếm xuất hiện tại trên trán của hắn đốn ngộ tiêu viêm lấy ý sai linh hồn chi lực cảnh giới linh hồn chi lực có thể hóa hình vì thế gian ngàn vạn binh khí sở dĩ hóa thành một thanh tiểu kiếm là bởi vì tiểu kiếm nhẹ nhàng lại sắc bén không chỉ có công kích lộ tuyến so sánh khó bắt giữ còn lại càng dễ đâm rách địch nhân thức hải bình chướng kiếm ma thú lãnh tụ ngạc nhiên từ ảnh cũng nao nao Hai người bọn họ cũng không biết cái này chính là từ linh hồn chi lực ngưng tụ thành kiếm ma thú lãnh tụ ngạc nhiên là nó hoài nghi đây chính là người áo đen này giấu giếm sát chiêu hẳn là người này bản là cao thủ sử dụng kiếm trước đó một mực sử dụng trọng thức bất quá là che giấu mà thôi từ ảnh nao nao là nàng không minh bạch tiêu viêm tại thời điểm mấu chốt như vậy vì cái gì vứt bỏ thước dùng kiếm hơn nữa còn là một thanh tiểu kiếm. Tại hai người giật mình kinh ngạc trong ánh mắt, màu đỏ tím tiểu kiếm phát sao mà đến trước, nháy mắt bay vụt đến ma thú lãnh tụ phía trước, sau đó tại trước mắt bao người biến mất không thấy gì nữa. Cố lộng huyền hư, ma thú lãnh tụ thấy hộ thân kim sắc vòng sáng ngay cả gợn sóng đều không có nổi lên một tia, lơ đánh, cự trưởng tiếp tục chụp được. Mắt thấy cự trưởng cách tiêu viêm đầu đã không đủ một thước, ma thú lãnh tụ đột nhiên mơ hồ nghe thấy có suy suy lợi kiếm xé rách không gian tiếng vang lên, trong lòng không phải do hoang mang sau một khắc nó liền sắc mặt kịch biến kêu lên một tiếng đau đớn liên tiếp lui về phía sau tráng kiện chân sau tại không trung đạp khởi trận trận khí lưu nó lúc này rốt cuộc hiểu rõ âm thanh kiếm ở nơi nào ngay tại thức hải của nó bình chướng trước chính là chuôi tiểu kiếm màu đỏ tím sắc bén tiểu kiếm đâm xuống ma thú lãnh tụ thức hải bình chướng tựa như giấy mỏng bị tùy tiện mở ra từng đạo lỗ hồng sau đó ẩm vang sụp đổ lộ ra bên trong thức hải chỉ cần linh hồn chi hải thụ trọng thương chính là cửu tinh đấu đế cũng khó thoát mệnh đừng nói chi là thất tinh sơ kỳ ma thú ma thú lãnh tụ hoàng sợ được toàn thân run rẩy lên nó lúc này mới ý thức tới căn bản không phải kiếm chân chính mà là từ linh hồn chi lực ngưng tụ thành kiếm nhưng nó không biết chuôi này từ linh hồn chi lực ngưng tụ thành màu đỏ tím tiểu kiếm là như thế nào xuyên qua kim sắc vòng sáng nó cũng không biết trước mắt người này lục tinh sơ kỳ nam tử áo đen làm sao sẽ có linh hồn sát chiều mạnh như thế nó chỉ biết là thức hải bình chướng bị phá linh hồn chi lực cũng không mạnh nó chỉ sợ là tai kiếp khó thoát không cam lòng ma thú lãnh tụ một bên kiệt lực điều động linh hồn chi lực đối kháng tiểu kiếm màu đỏ tím một bên điên cuồng đối với bảy ma thú phát ra mệnh lệnh tiến công chỉ có đuổi tại mình ngã xuống trước đó đem nam tử mặc áo đen kia giết chết nó mới có thể trốn qua kiếp nạn này nhìn xem đỏ mắt nhào giết đi lên lít nhà lít nhít đàn thú tiêu viêm cùng tự ảnh diễn lại trò cũ xương cánh gấp phiến đấu kỹ thân pháp thi triển vây quanh ma thú lãnh tụ quấn chuyển thức hải bị hao tồn loại kia sâu tận xương tủy đau nhức khó mà chịu đựng ma thú lãnh tụ điên cuồng rú thảm bàn chân khổng lồ cùng đập mạnh lợi chảo vô ý thức loạn quét nhào tới ma thú lập tức liền có tầm mười con ngã xuống trong vũng máu sợ hãi nhìn qua lãnh tụ phát cuồng đàn thú như biển đều dưới chân run dày nhưng lãnh tụ mệnh lệnh như núi các ma thú chỉ có thể kiên trì xông về phía trước che giả mong mọc nhào về phía tiêu viêm hai người Đừng đám chết tại ma thú lãnh tụ vôi thức công kích phía dưới ma thú lãnh tụ cự trưởng vỗ chính là một mảnh thô to chân dẫm một cách chính là một đống không biết còn tưởng rằng nó tại đối với đàn thú triển khai huyết tinh tàn sát đây mà tiêu viêm cùng tự ảnh lại ỉ vào linh hòa thân pháp cùng kỳ tốc độ nhanh vây quanh ma thú lãnh tụ tránh chuyển xê dịch tuy có kinh lại không hiểm khi ma thú lãnh tụ trợn chừng lấy không cam lòng hai mắt ẩm vang đổ xuống lúc phía dưới đỉnh núi đã chất đầy thi thể của ma thú cả ngọn núi bị máu tươi nhuộm thành màu nâu đỏ khắp nơi đều là chân cụt tay đất trong không khí tràn ngập nồng đậm tanh hôi thu liễm thân pháp tiêu viêm cùng từ ảnh cúi đầu nhìn xem thấy mà giật mình một màn hai người nhất thời đều trầm mặc không nói trận chiến đấu này thắng được thực sự không thoải mái nếu không phải tiêu viêm lĩnh ngộ ra tâm kiếm ai có thể cười đến cuối cùng thật đúng là rất khó nói xóa đi trên mặt thú huyết tiêu viêm nhún vai cười nhạt nói rốt cục giết chết đúng vậy rốt cục giết chết từ ảnh thở phì phò trên mặt nổi lên vui vẻ như chút được gánh nặng nhưng ngay lúc đó lại lo lắng không biết khiếu chiến bọn hắn thế nào ma thú lãnh tụ đã chết áp lực của bọn hán hẳn là giảm bớt không ít tiêu viêm thở ra một hơi đi thôi chúng ta đi qua nên kết thúc đúng vậy nên kết thúc từ anh ngừng đầu quan sát những sống sót ma thú tại lãnh tụ tử vong lúc đều đã thoát đi trốn đến chỗ sâu thị lực đi tới không nhìn thấy một con ma thú từ anh cười nói không nghĩ tới ngươi thế mà đã có thể đem linh hồn chi lực hóa hình là vật tiêu thiếu người thật sự là càng ngày càng lợi hại tiêu viêm may mắn nói ta cũng không nghĩ tới cái này còn nhờ vào lúc ấy tâm kiếm lĩnh ngộ tâm kiếm lĩnh ngộ từ ảnh hỏi chính là thanh màu đỏ tím tiểu kiếm sao tiêu viêm xương cánh mở ra một bên phi hành một bên thở dài nhưng ta cảm giác thương khung hàn mênh mông như biển ta còn không có phỏng đoán đến toàn bộ ảo diệu từ ảnh tràn đầy kinh ngạc uy lực đã mạnh như vậy còn không phải toàn bộ ảo diệu trời ạ à, người cái linh hồn đấu kỹ là phẩm giai gì vừa nhắc tới thương khung hàn phẩm giai tiêu viêm chỉ có cười khổ ta cũng rất muốn biết nó là phẩm giai gì ma thú lãnh tụ vừa chết hẻm núi bên này ma thú cũng lập tức giống như là thủy triều thối lui nhưng vây trong nhất tầng mấy chục con ma thú đã giết đỏ cả mắt còn tại hung hãn không sợ chết công kích tới long ý khiếu chiến một đám bị thú triều vây công mấy canh giờ lâu đám người sớm đã mệt mỏi không chịu nổi bây giờ thấy ngoại tầng ma thú đột nhiên rút lui trong lòng biết hẳn là tiêu viêm cùng tự ảnh hai người đánh giết ma thú lãnh tụ đắc thủ không phải do hưng phấn không thôi những ma thú đáng chết này làm sao còn không lùi lão tử mệt mỏi cánh tay đều nhanh không nhấc lên nổi khiếu chiến nhe răng trợn mắt ngăn cản ma thú một công kích nhịn không được mắng lên kiên trì một hồi nữa tiêu thiếu cùng tử ảnh như là đã đắc thủ chắc chắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến cùng chúng ta hội hợp cấp bậc thấp nhất phong bạo giờ phút này đã mệt mỏi không được dốc hết toàn lực ném ra cuối cùng một đạo phong nhận sau cũng nhịn không được nữa đặt mông ngồi trên mặt đất ma thú lãnh tụ vị trí cách chúng ta rất xa cha bọn hắn chạy tới cần thời gian nhất định chúng ta nhất định muốn chống đỡ long ý thân rồng bên trên kim quang đã ảm đạm rất nhiều lấp lóe lôi điện cũng không còn trước đó uy thế nhưng hắn y nguyên kiên trì vì mọi người chống lên một đạo an toàn bình chướng mấy chục con ma thú quả thực là điên rồi thật sự là đáng hận thanh mộc nhi ngoài miệng lẩm bầm trên tay công kích lại một mực không dám dừng lại trong lòng đang yên lặng cầu nguyện tên nhóc lừa đảo người nhất định nhanh lên chậm chỉ sợ chúng ta liền không chịu nổi đám người tất cả đều đối với tiêu viêm kỳ thác kỳ vọng tựa hồ chắc chắn bên cạnh thú triều tháo chạy là bởi vì tiêu viêm cùng tự ảnh giết ma thú lãnh tụ mà không phải chạy tới vây giết tiêu viêm cùng tự ảnh bọn hắn trước đó có lẽ vì tiêu viêm lo lắng qua nhưng chưa hề nghĩ tới tiêu viêm sẽ bại hoặc là chết trận loại cảm giác này rất kỳ diệu bọn hắn cũng nói không nên lời vì sao lại như thế đối với tiêu viêm có lòng tin có lẽ là tiêu viêm sáng tạo từng cái kỳ tích đã trong lòng bọn họ bất quá xác thực tiêu viêm cũng cho tới bây giờ không có để mọi người thất vọng qua lần này cũng không ngoại lệ không có để mọi người chờ thời gian quá dài hắn cùng tử ảnh thân ảnh liền xuất hiện tại đám người trong tầm mắt tiêu thiếu cùng tử ảnh về rồi rốt cục là về đến đây tên nhóc lừa đảo cắt gao chống cự lại ma thú công kích trong lòng mọi người một trận nhảy cẫng giờ khắc này bọn hán bạo phát ra tất cả lực lượng quả thực là đem công bên người ma thú đánh bay ra ngoài các người đã giết ma thú lãnh tụ dĩ nhiên còn không mau mau đảo mệnh chán sống nương theo lấy quát to một tiếng hai đạo lưu quang đánh tới ánh mắt rơi vào đã không sức tái chiến mà ngồi liệt trên mặt đất phong bạo trên thân hẻm núi trong hư không lập tức hiện ra liên tiếp dấu chân mỗi cái dấu chân chỗ đều có một chùm bông tuyết từ ảnh thân ảnh nháy mắt lướt đến dùng hết toàn bộ đấu khí một vệt xóa nhận quang mang theo lăng liệt hàn ý đem lại vây phóng tới đám người mấy đầu ma thú đều bao phủ mấy đầu ma thú còn chưa kịp làm ra chống cự động tác liền bị lưỡi dao chạm thân hình rơi xuống đất Từ ảnh một cái lảo đảo mấy chục con ma thú thấy thế kinh hoàng trong mắt khiếp ý bỗng nhiên lui xông ra gần 10 đầu ma thú lại vây giết mà tới Từ ảnh hiếu chiến mấy người đã không kịp ngăn cản không sợ hãi giống Từ ảnh lại cười nhạt một tiếng tựa hồ cũng không có đem trước mặt uy hiếp để vào mắt bởi vì tiêu viêm liền ở phía sau quả nhiên theo mấy đạo sư sư tiếng vang lên trong hẻm núi đoạn thảo khô diệp tuyết bùn bay loạn vô số thân màu đỏ tím tiểu kiếm lóe lên liền biến mất gần 10 đầu đã nhào đến tử ảnh trước mặt ma thú thân thể một trận run rẩy dữ dội trên mặt vẻ dữ tợn trong khoảnh khắc biến thành cực kỳ thống khổ vẻ sợ hãi sau đó từng con bịch ngã xuống đất tầm 10 đầu ma thú liền chết như vậy đám người giật mình nhìn qua tiêu viêm nói không ra lời mà còn lại ma thú thì thất kinh trong mắt sát ý cấp tốc bị kinh dị thay thế hướng về bốn phía điên cuồng bỏ chạy tiêu thiếu tuyệt đối đừng để bọn chúng chạy khiếu chiến hô to hắn thực sự giận với công ma thú của mình liền chạy như vậy yên tâm đi sẽ chạy không được tiêu viêm lạnh lùng lườm những ma thú kia một chút đều là ma hạch mộc nhi thích dứt lời cái chán kích xạ ra mấy chục đạo tím hồng sắc kiếm quang chỉ mấy hơi thở mấy chục con ma thú ngay tại từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm liên tiếp tử vong, không một may mắn còn sống sót. Đây là đấu kỹ gì? Đám người bị một màn này dọa sợ. Thương khung hàn mới diễn dịch phương thức, tiêu viêm cười nói, tiếp liền thi triển linh hồn đấu kỹ, mà lại một lần phát ra hơn 10 thanh màu đỏ tím tiểu kiếm. Tiêu viêm sắc mặt hơi, có vẻ mấy phần trắng bệch, nhưng đối mặt mọi người nghi vấn ánh mắt, hắn vẫn là đem như thế nào đánh giết ma thú lãnh tụ quá trình đại khái thuật nói một lần. Lợi hại như vậy, thanh mộc như kinh tán, đây là ngươi hiện tại mạnh nhất một chiêu thấy tiêu viêm gật đầu khiếu chiến sau lưng tiêu viêm hỏi có nhược điểm không tiêu viêm chậm rãi quay đầu chừng to mắt nhìn khiếu chiến nửa ngày mới cười một tiếng thiên hạ đấu kỹ sao lại không có nhược điểm sau đó tiếp tục nói nếu như đối phương linh hồn chi lực cảnh giới quá cao hoặc là có cao giai linh hồn đấu kỹ thương khung hàn tâm kiếm liền không có dễ dàng như vậy có hiệu quả khiếu chiến cười ngượng ngùng nói đây không đáng gì nhược điểm chỉ sợ thất tình đấu đế bên trong cũng không có nhiều linh hồn chi lực cảnh giới cao hơn ngươi có cao giai linh hồn đấu kỹ liền càng không nhiều hơn hắc hắc chúc mừng tiêu thiếu có thể ngộ ra một chiêu mạnh như vậy trở lại bên cạnh sao vẫn cảm thấy sợ hãi khôn cùng từ ảnh nói ra đúng nếu không phải tiêu thiếu ngộ ra một chiêu này chém giết ma thú lãnh tụ hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi lúc này đã khôi phục một chút phong bạo vẫn lòng còn sợ hãi một trận chiến này thực sự hung hiểm nếu không phải là các ngươi kịp thời trở về gấp ha ha cái mạng nhỏ của ta khẳng định khó đảm bảo tiêu viêm ánh mắt đảo qua đám người cảm thấy tiếc nuối thở dài nói ai muốn là lúc trước thiếu long linh hồn chi lực cũng đột phá đến cảnh hậu kỳ liền tốt có hắn các ngươi liền có thể sử dụng đấu kỹ đoàn đội đối chiến đàn thú liền sẽ không như thế nguy hiểm khiếu chiến cùng nam nhĩ minh đều nở nụ cười khiếu chiến nói với tiêu viêm tiêu thiếu sau khi trở về cũng đừng ngay trước thiếu long nói chuyện này bằng không thì hắn sẽ càng khó chịu hơn thấy tiêu viêm yên lặng gật đầu nam nhĩ minh cảm giác bầu không khí có chút nặng nề liền cười nói tốt cái này không đều vô sự lần này mặc dù nguy hiểm chút, nhưng tiêu thiếu người có thể tại linh hồn đấu kỹ bên trên lấy được đột phá, liền đáng giá. Sau đó, hắn nhìn về phía thanh mộc nhi, cố ý đồ nói, huống chi còn có nhiều như vậy ma hạch. Vừa nghe đến ma hạch, thanh mộc nhi sửng sốt như vậy một chút, nhìn xem đầy đất thi thể ma thú, còn mắt lập tức cười thành nguyệt. Các người nói trong này, có bao nhiêu lục tinh, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi tiêu viêm, các người bên kia ma hạch còn không có nhạt yêu chiều mà nhìn xem thanh mộc nhi tiêu viêm cười làm sao có thời giờ nhặt ma hạch đều giữ lại cho ngươi quá tốt rồi thanh mộc nhi cao hứng nhảy lên lôi kéo cánh tay truy vấn tiêu viêm các ngươi bên kia ma thú cấp bậc hẳn là so bên cạnh cao lục tinh nhiều hay không tiêu viêm vuốt một cái mũi thanh mộc nhi trước kia làm sao lại không có phát hiện ngươi như thế tham tiền đây sau đó cười nói khẳng định so bên cạnh nhiều còn có ma thú lãnh tụ là thất tinh lần này chúng ta phát tài thanh mộc nhi ngẩng nhọn cái cầm để mắt đều là hưng phấn tinh tinh. Nhìn xem đầy hẻm núi thi thể ma thú, tiêu viêm cũng có chút không bình tĩnh, lục tinh chúng ta dùng, ngũ tinh có thể cho chủ lực chiến đội bên trong người của ma tộc, tiêu phủ thực lực lại, bởi vì những ma hạch này mà có một cái tăng lên trên diện rộng. Còn đứng ngay đó làm gì, tranh thủ thời gian nhạt đi, thanh mộc nhi đã vội vã không nhịn nổi, đều đi nhạt, nhiều như vậy, ta một người có thể nhạt không đến, nhạt xong cái này bên cạnh xong đi nhạt bên kia, vừa nói xong, thanh mộc nhi lại nghĩ tới cái gì cải chính không không có thể thu thập máu ma thú cũng thu thập lại tên nhóc lừa đảo luyện dược muốn dùng các người nam phụ trách cái này ta cùng tự ảnh phụ trách nhặt ma hạch tên nhóc lừa đảo cho bọn hắn một chút bình ngọc khiếu chiến người phụ trách thu thập ra thú lục tinh ma thú có thể cho chủ lực chiến đội làm nội giáp nhưng tất cả mọi người không nhúc nhích đều dùng một loại cùng bình thường không tầm thường ánh mắt nhìn thanh mộc nhi thanh mộc nhi bị mọi người thấy có chút phát kinh ngạc đều nhìn ta làm gì từ ảnh cười dỡ nói chủ mẫu Mộc Nhi, có phải hay không mỗi nữ nhân lấy chồng, sau đều sẽ trở nên giống người hiện tại như thế, sẽ công việc quản gia. Người muốn chết sao? Thanh Mộc Nhi khó được lộ ra nữ nhi ra thái ngượng ngùng, trộm lườm tiêu viêm một chút sau chính mình chạy tới nhặt mai đi. Tất cả mọi người nở nụ cười, nhao nhau động thủ làm việc, nhặt xong bên cạnh lại tiến đến nhặt ma thú lãnh tụ bên kia. Khi thu lấy xong tất cả chiến lợi phẩm, đã là lại một cái bình minh, nhưng mỗi người đều không cảm thấy mệt mỏi. Thanh Mộc Nhi thở dài ra một hơi, đối với mọi người hô đến, đem tất cả mọi thứ đều lấy ra, phân loại chất thành một đống. Chúng ta nhìn xem lớn bao nhiêu một đống. Trực trực một đống lớn ma hạch này, nhiều như vậy ra thú lục tinh có thể làm bao nhiêu nội giáp. Tiêu Thiếu người nói lãng thiên nhìn thấy nhiều như vậy huyết ma thú có thể hay không vui ngất đi. Ha ha ha! Nhìn qua trồng chất như núi thu hoạch, tất cả mọi người cười đến đặc biệt vui vẻ, liền ngay cả cầu cầu cũng nhận lây nhiễm giật này mình nhìn xem cầu cầu tiêu viêm nhãn châu xoay động một tay lấy cầu cầu sách đi qua Ùng ục, cầu cầu bất mãn dãy dụa lấy màu hồng nhạt con mắt không hiểu chừng mắt tiêu viêm người còn chừng ta tiêu viêm tức giận giáo huấn trước đó nguy hiểm như vậy chúng ta cửu tử nhất sinh người không nói giúp chúng ta một tay ngược lại lần tránh xa xa đi ngủ người có phải hay không nghĩ xem chúng ta đều chết ở chỗ này nghe tiêu viêm nghiêm khắc chất vấn cầu cầu không có sức đình chỉ dãy ruộng ánh mắt lấp lóe không yên, không dám cùng tiêu viêm đối mặt. Cầu cầu càng như vậy, tiêu viêm càng không buông tha nó, đưa tay nắm vuốt cái cằm cầu cầu, con mắt nhìn chằm chặp cầu cầu giận dữ hỏi, thiệt thòi, chúng ta đối với người tốt như vậy, một đường mang theo người, lại cho người đan dược ăn, người còn khi không làm chúng ta là bằng hiếu của người. Cầu cầu bị hỏi đến có chút không chịu nổi, kiệt lực tránh thoát tiêu viêm, phụt nhảy lên về bên người thanh mộc nhi, ủng ục xéo lên không ngừng, bộ dáng rất là ủy khuất. Thanh Mộc Nhi nhất thời không minh bạch tiêu viêm vì sao lại đột nhiên đối với cầu cầu nổi lên. Đau lòng đem cầu cầu ôm vào trong ngực, trách cứ tiêu viêm nói, người hung dữ nó làm gì, nó yếu như vậy, không bị ma thú giết chết cũng không tệ rồi, người còn trông cậy vào nó có thể đến giúp chúng ta cái gì. Tiêu viêm xem thường nhìn Thanh Mộc Nhi một chút, nói, nó cùng nơi này quan hệ không ít, tổng có biện pháp đến giúp chúng ta, người nhìn nó không dám lên tiếng dáng vẻ liền biết. Thanh Mộc Nhi đối với tiêu viêm dạng này thái độ đối với nàng rất tức giận, cũng tức giận đỉnh nói coi như nó có biện pháp nó trước đó không phải đã nói rồi sao nó không thể vi phạm quy tắc nơi đây tiêu viêm khói miệng cong lên thừa dịp cầu cầu cảm kích hướng thanh mộc nhi trong ngực ủi thời điểm tranh thủ thời gian đối với thanh mộc nhi chớp chớp mắt tiếp tục thanh xác câu lệ mà nói người ít che chở nó làm sao người biết đây không phải là nó lấy cớ cầu cầu bắt đầu bất an thanh mộc nhi cùng đám người thì giật mình thầm nghĩ cầu cầu lại muốn bị tiêu thiếu tính kế quả nhiên tiêu viêm theo sát lấy liền cực kỳ nghiêm túc hỏi cầu cầu tự ngươi nói đi ngươi làm như thế nào đền bù chúng ta cầu cầu con mắt chừng được căng tròn đền bù làm sao đền bù nó thực sự nghĩ không ra chính mình có cái gì tiêu viêm để mắt tiêu viêm cười xấu xa quét mắt một vòng bốn phía núi xanh nói ta nhớ được chúng ta từng có cái ước định ta cho ngươi đan dược ăn ngươi giúp ta tìm kiếm dược liệu ngươi liền mang bọn ta đi tìm cao cấp dược liệu toàn tìm ra đi cầu cầu nghe xong lập tức lấy trong ngực thanh mộc nhi thẳng dao một mặt khổ tướng thanh mộc nhi đau lòng không được bề bộn vì cầu 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 tình mảnh núi xanh lớn như thế này đương nhiên muốn toàn tìm ra tiêu viêm kiên trì nói nơi này là viễn cổ di chỉ mấy chục vạn năm trôi qua cao cấp dược liệu khẳng định không ít nói không chừng có chút là hiện tại đã tuyệt tích không một mẻ hốt gọn sao được lại không tốn bao nhiêu thời gian nhiều nhất hơn 10 ngày mà thôi đám người lúc này mới phát hiện đối với dược liệu tiêu viêm thế mà cũng là tham lam bất quá ngẫm lại cũng thế tiêu viêm là luyện dược sư cái luyện dược sư đối với cao cấp dược liệu không thèm nhỏ dãi tựa như không có nữ nhân không thèm nhỏ dãi hồi xuân đan đồng dạng thấy thanh mộc nhi cũng không giúp được chính mình cầu cầu không có cách nào đành phải hậm hực gật đầu cực không tình nguyện dẫn mọi người đi khắp núi tìm kiếm cao cấp dược liệu tính toán xính tiêu viêm theo ở phía sau len lén mặt mày hớn hở dẫn tới bên người thanh mộc nhi hận hận ánh mắt tiêu viêm cười đến đắc ý hơn ngũ phẩm tử vân hồn thảo, lục phẩm huyết đan chi, lục phẩm mông hãn quả, oa thất phẩm lôi đình nguyễn quả. cái này có thể là đồ tốt. nhìn xem từng tia từng tia thiểm điện lượn lờ đỏ tươi trái cây. tiêu viêm mắt trợn trừng. trời ạ. À, bát phẩm bát phẩm thiên ngọc sâm vương. tại một cái hàn khí tràn ngập trong sơn động, tiếp nhận cầu cầu đưa tới óng ánh sáng long lanh thiên ngọc sâm vương. tiêu viêm nhịp tim lập tức ra tốc gấp mấy lần. đám người cứ như vậy đi theo cầu cầu tìm kiếm lấy cao cấp dược liệu tiếng kinh hô cơ hồ liền chưa ngừng qua một mảnh núi xanh bị đám người lục soát được không sai biệt lắm lại chuyển qua một cái ngọn núi đi vào cách trước đó ma thú lãnh tụ chỗ cách đó không xa đã có chút mỏi mệt cầu cầu đột nhiên dừng lại bước chân có chút hương phấn chỉ hướng núi trên vách đá thuận theo cầu cầu chỉ tiêu viêm tại núi trên vách đá một cực nơi bí ẩn thấy được một gốc cỏ nhỏ cũng không đáng chú ý cỏ nhỏ toàn thân hiện ra khô héo sắc cực kỳ giống bị gió thu túc sát sau không có bao nhiêu sinh cơ bình thường nếu không phải trên đó có vài tia đục ngầu chi khí mờ mịt, Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn nhầm, nhưng trên cỏ nhỏ vài tia đục ngầu chi khí lại định trụ ánh mắt Tiêu Viêm, đinh hồn chi lực nhạy cảm khiến hô hấp của hắn trở nên dồn dập lên, hai mắt của hắn toát ra ánh sáng, hỗn độn chi khí, dĩ nhiên là hỗn độn chi khí, sẽ không thật sự là hỗn độn huyền hoàng thảo. Hỗn độn huyền hoàng thảo, khiếu chiến bị Tiêu Viêm giật nảy mình, không thể tin nhìn xem cỏ nhỏ, hỏi Tiêu Viêm ngươi nói gốc sắp chết cỏ nhỏ héo là cửu phẩm dược liệu hỗn độn huyền hoàng thảo tiêu viêm kích động nói hẳn là không có sai chính là trong truyền thuyết hỗn độn huyền hoàng thảo bằng không thì ỉu xìu nửa ngày cầu cầu làm sao sẽ đột nhiên hưng phấn ánh mắt của mọi người tất cả đều thẳng mặc dù bọn hắn không phải luyện dược sư nhưng cửu phẩm dược liệu hỗn độn huyền hoàng thảo tên tuổi lại là đều nghe nói qua nghe nói hỗn độn huyền hoàng thảo chính là thiên địa sùng nhi cùng hỗn độn chi khí phối hợp đồng thọ cùng trời đất là cực kỳ hiếm có cử phẩm dược liệu truyền thuyết nó quanh năm suốt tháng thụ hỗn độn chi khí rèn luyện bản thân đã cực kỳ tinh thần dược lực căn bản không cần tinh luyện liền có thể làm thuốc vô luận luyện chế đan dược hạng nào chỉ muốn gia nhập một điểm hỗn độn huyền hoàng thảo liền có thể để đan dược công hiệu tăng lên trên diện rộng chính là mỗi người luyện dược sư tha thiết ước mơ cực phẩm phụ trợ dược liệu mỗi người trong mắt đều hiện ra một vệt lửa nóng cả đám đều thúc giục tiêu viêm vậy còn chờ gì nhanh đi đem nó hái dằn xuống kích động trong lòng tiêu viêm xương cánh mở ra liền muốn đi hái thanh mộc nhi phảng phất nghĩ đến cái gì gấp giọng nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút thiên tài địa bào đều có hung thú thủ hộ yên tâm đi trước kia thủ hộ nó hẳn là ma thú lãnh tụ hiện tại không có hung thú thủ hộ nó dứt lời tiêu viêm tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền bay tới cách hỗn độn huyền hoàng thảo không đủ trăm trượng đột nhiên nguyên bản yên tĩnh một mảnh vách đá phía trước lập tức trở nên phồng lên bất an một tia hỗn độn chi khí từ vách đá chảy ra Xèn lẫn tại hỗn độn huyền hoàng thảo trước ngưng tụ thành một thanh hai trượng lợi kiếm có thừa lợi kiếm trật hiện liền gào thét lên lấy phong lôi chi thế đâm về tiêu viêm thế mà còn có hỗn độn chi khí ngưng tụ kiếm khí ngăn cản tiêu viêm biến sắc vội vàng gọi ra thiên hỏa hàng cổ xích tầng tầng lớp lớp thức ảnh hóa thành một thức toàn lực nghênh đón tiếp lấy đang một tiếng đứt tai giòn vang vang lên hỗn độn lợi kiếm bị tiêu viêm trọng thức một thức vẩy bay mang ra sốc xét khí lưu tại không trung nghẹn ngào lan lộn sau đó thân kiếm tại cấp tốc run rẩy bên trong vỡ thành từng tia từng tia khí lưu biến mất trong hư không còn tưởng rằng sẽ có bao nhiêu lợi hại đây cũng liền lục tinh sơ kỳ uy lực mà thôi tiêu viêm thở nhẹ một hơi trên mặt vui mừng rơi vào vách đá trước em ái đảo mở hỗn độn huyền hoàng thảo bốn phía thổ nhưỡng sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem hỗn độn huyền hoàng thảo thu đến một cái vạn nam lạnh trong hộp ngọc đợi tiêu viêm trở xuống mặt đất đám người lập tức xông tới nhanh cho chúng ta nhìn xem nhìn đem các người gấp Tiêu viêm cười cười, đem vạn năm Hàn Ngọc hộp thả ở trước mặt mọi người. xuyên thấu qua thanh tịnh Hàn Ngọc có thể rõ ràng mà nhìn thấy hỗn độn Huyền Hoàng Thảo có bảy cái lá cây, lá ở giữa trừ có từng tia từng tia hỗn độn khí lưu mờ mịt bên ngoài, còn có cực kỳ nhạt màu xanh ngẩn hiện. Nhạt nhạt màu xanh là cái gì? Nam Nhĩ Minh hỏi. Tiêu viêm tán thưởng nhìn Nam Nhĩ Minh một chút, nói là thuộc tính nó. Thuộc tính đúng, thuộc tính. Tiêu viêm mỉm cười nói hỗn độn huyền hoàng thảo tại vô số tuế nguyệt bên trong hấp thu thiên địa tinh hoa lại tại hỗn độn chi khí rèn luyện dưới dược lực sẽ hình thành một loại thuộc tính kim mộc thủy hòa thổ phong lôi cái gì cũng có thể quá thần kỳ đám người đối với dược liệu không quen vội hỏi vậy nó thuộc tính có làm được cái gì tác dụng quá lớn tiêu viêm thần bí cười cười nói nếu là luyện chế đan dược là tới đối ứng thuộc tính gia nhập hỗn độn huyền hoàng thảo liền không chỉ là tăng lên trên diện rộng dược hiệu có chín thành khả năng có thể để cho đan dược tiến dài. Đám người chấn kinh, ai ra, đơn giản chính là thần thảo mà. Tiêu viêm đối với phản ứng của mọi người cực kỳ hài lòng, lúc trước hắn nhàm chán lúc quấn lấy chạm lão bổ sung dược liệu tri thức biết được hỗn độn huyền hoàng thảo thần kỳ về sau. Cũng là như thế này chấn kinh, hắn cười cười, thừa nước đục thả câu nói. Mặt khác, nếu như tu luyện đối ứng thuộc tính đấu khí đấu đế ăn nó vào, sẽ có kỳ dị công hiệu. Không hiệu gì, đám người cùng kêu lên thúc hỏi có thể đi tận đấu khí tạp chất, làm đấu khí trở nên càng thêm tinh thuần, về sau tu luyện liền sẽ làm ít công to. Tiêu viêm ánh mắt đảo qua đám người, lại rơi trên người tử ảnh, nếu như ăn vào sau thuộc tính cực hạn chi địa tu luyện, cũng có thể thật to tăng tốc tốc độ tu luyện, tỉ như tử ảnh. Năm đó nếu như ăn vào một gốc băng thuộc tính hỗn độn huyền hoàng thảo tại cực âm chi địa tu luyện, hoặc hứa hiện tại cũng đã là lục tinh hậu kỳ. Thần kỳ như vậy, đám người sợ hãi thán phục, trong mắt đều lóe tiểu tinh tinh nếu như gốc hỗn độn huyền hoàng thảo này thuộc tính cùng chính mình đấu khí thuộc tính giống nhau đây chẳng phải là nghĩ đến nơi đây đám người cơ hồ chăm miệng một lời hỏi vậy gốc là cái gì thuộc tính tiêu viêm cười một tiếng ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn xem phong bạo nói các người cẩn thận cảm thụ cảm giác nó nhàn nhạt, nhạt màu xanh liền biết tất cả mọi người tụ tinh hội thần cẩn thận quan sát trượt liền phát hiện màu xanh nhạt trượt hiện thời khắc bên tai liền có mô hồ phong thanh tại nghẹn ngào thuộc tính phong đám người nhao nhao đem ánh mắt tập trung đến phong bạo trên thân trong mọi người chỉ có phong bạo đấu khí là thuộc tính phong tiêu viêm vui mừng nhìn xem phong bạo nói với mọi người đem cái gốc hỗn độn huyền hoàng thảo cho phong bạo mọi người không có dị nghị đương nhiên không có phong bạo kích động bất an xoa xoa tay hỗn độn huyền hoàng thảo quá chân quý ta người cái gì ngươi tiêu viêm tiến lên ôm lấy vai phong bạo đây là thượng thiên đối với sự quan tâm của ngươi ngươi cũng đừng lề mề chậm chạp tử ảnh cũng cười nói đúng ngươi cũng đừng đùn đỡ hiện tại ngươi cấp bậc thấp nhất cần nhất tăng lên thời điểm liền gặp được có thể ngộ nhưng không thể cầu phong thuộc tính hỗn độn huyền hoàng thảo thật đúng là thượng thiên đối với sự quan tâm của ngươi hi hi ai ai bảo ta là nhân tộc đây không có thôn vệ mà hạch bản sự những năm qua này trong lúc bất trì bất giác liền biến thành hạng chót phong bạo cảm thán trượt đôi mắt sáng lên ta lập tức ăn vào nó lực chiến đấu của ta liền có thể cao một chút đối với kế tiếp lịch luyện cũng có chỗ trợ giúp phong bạo vừa dứt lời tiêu viêm liền lập tức quát bảo ngưng lại không thể thế nào phong bạo không hiểu nhìn xem tiêu viêm ánh mắt của mọi người bên trong cũng đều lộ ra nồng đậm hoang mang tiêu viêm nghiêm mặt nói người hiện tại ăn vào cũng sẽ không rõ ràng tăng lên lực chiến đấu của ngươi bởi vì hỗn độn huyền hoàng thảo đối với đấu khí chiết xuất chỗ tốt thì hiện tại ngày sau trên việc tu luyện sở dĩ ta hy vọng ngươi đợi khi tìm được cực phong chi địa sau lại ăn vào đối người như vậy trợ giúp mới lớn nhất cực phong chi địa phong bạo trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết nhưng chợt liền cười khổ nói ta ngược lại là nghĩ có thể cái này cực phong chi địa chưa từng nghe thấy đi nơi nào tìm đám người cũng thở dài trong lòng đúng vậy gặp được cực phong chi địa cùng gặp được hỗn độn huyền hoàng thảo đồng dạng đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên há lại muốn tìm liền có thể tìm được ta biết rất khó tiêu viêm tiếp tục khuyên nhủ nhưng chỉ cần còn có hy vọng cũng đừng có xem thường từ bỏ có vạn năm hàn ngọc hộp bảo tồn hỗn độn huyền hoàng thảo dược lực trong ba năm sẽ không sói mòn ngươi làm gì nhất thời gấp gáp ba năm ngắn ngủi thời gian ba năm liền muốn tìm tới cực phong chi địa dạng này chưa từng nghe thấy phong bạo không tin mình sẽ có vận khí như vậy thanh mục nhi nhịn không được giúp phong bạo hỏi dùng vạn năm hàn ngọc hộp bảo tồn cũng chỉ có thể bảo tồn ba năm sao tiêu viêm gật gật đầu nói nếu như là bình thường dược liệu coi như bảo tồn ngàn năm vạn năm cũng sẽ không xói mòn nửa điểm dược lực nhưng dược liệu phẩm dai càng cao đối với bảo tồn yêu cầu cũng càng cao hỗn độn huyền hoàng thảo là cửu phẩm dược liệu hơn nữa còn là cửu phẩm dược liệu bên trong thượng phẩm tuy là dùng vạn năm hàn ngọc hộp cũng chỉ có thể bảo tồn 3 năm 3 năm về sau dược lực liền sẽ bắt đầu xói mòn muốn dược lực nó không xói mòn trừ phi là hộp hàn ngọc tùy 10 vạn năm hộp hàn ngọc tùy 10 vạn năm thanh mộc nhi lập tức lắc đầu nàng dù sao cũng là ma tộc hoàng tộc xuất thân đối với những bảo vật này ít nhiều có chút hiểu rõ Hàn Ngọc Tủy 10 vạn năm chính là phượng mau lân giác giống như bảo vật, hy vọng quá mơ hồ. Cái này khiến phong bạo càng thêm tuyệt vọng, hắn uể oải nói, tiêu thiếu, ta nhìn ta vẫn là ngay tại chỗ phục dụng được rồi. Tài nguy hiểm này chi địa, thực lực có thể tăng cường một điểm là một điểm. Không, tiêu viêm cố chấp lắc đầu, phong bạo, gốc hỗn độn huyền hoàng thảo đối với ngươi mà nói là một lần cơ duyên lớn, chỉ cần có một tia hy vọng, liền nhất định muốn hết sức đến cuối cùng. Tiêu viêm nhìn chăm chăm hỗn độn huyền hoàng thảo, mà lại, gốc hỗn độn huyền hoàng thảo nếu là thuộc tính phong, nhất định đã hấp thu không ít gió năng lượng, nói không chừng cái viễn cổ di chỉ này bên trong liền có cực phong chi địa. Đúng, khiếu chiến sau khi nghe lập tức tinh thần tỉnh táo, hẳn là ngay tại vách núi bích đằng sau này. Vách đá đằng sau tuyệt đối không phải, phong bạo lắc đầu, từ vách đá bên kia thổi qua tới phong năng lượng mặc dù nồng đậm, nhưng tuyệt đối không đạt được tiêu chuẩn cực phong chi địa đoán chừng gốc hỗn độn huyền hoàng thảo phong thuộc tính là tại vô số nam phong năng lượng tích lũy xuống mới hình thành nói đến gió phong bạo tuyệt đối là trong đám người quyền uy đám người mới vừa sáng đôi mắt một chút ảm xuống tới tiêu viêm quyết định chờ thăm dò xong viễn cổ di chỉ lại nói đi thôi đi thải quang nhìn một chút ta vẫn là câu nói kia không đến cuối cùng trước mắt không nên tùy tiện từ bỏ lần cơ hội này lúc mọi người ở đây chuẩn bị tiến về thải quang chi địa cầu cầu vọt tới trước mặt tiêu viêm trách móc ung ục. Cầu cầu đây, là tại tìm ngươi muốn thủ lao đâu." Thanh Mộc Nhi lập tức cười, đối với có chút ngạc nhiên Tiêu Viêm giải thích nói. "Ha ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này, ngược lại là không khách khí." Tiêu Viêm cười lớn đưa bóng cầu cầu bế lên, "Yên tâm đi, không thể thiếu đan dược ngươi." Nói đến đây, Tiêu Viêm tựa hồ nhớ tới cái gì, đem cầu cầu rơi lên trước mặt mình chính đối với mình, ngọ đầu hỏi cầu cầu, "Thương lượng với ngươi chuyện gì, ngươi đây, về sau vẫn đi theo chúng ta?" Ngươi từ nhị tinh tăng lên tới ngũ tinh cần thiết đan dược ta đều bao hết được chứ cầu cầu múp míp khuôn mặt nhỏ lập tức trồng lên cười nhưng nó lập tức liền ngưng cười đi dạo con mắt sau mân mây miệng nhỏ một bộ không vui bộ dáng tiêu viêm đoán hỏi ý của ngươi là ta còn phải vì ngươi cung cấp ngũ tinh đan dược trở lên tăng lên cần thiết cầu cầu mặt ngay lập tức liền lại trồng lên cười nó liên tục gật đầu chọc cho đám người một trận cười vang tiêu viêm rõ ràng là nghĩ dụ dỗ cầu cầu mà tiểu gia hỏa này thế mà lại cò kè mặc cả, quá đáng yêu. Không nghĩ tới ngươi khẩu vị còn rất lớn nha, không được, tiêu viêm lắc đầu cự tuyệt, nói đùa, ngũ tinh về sau, cần thiết ít nhất là ngũ phẩm cao cấp đan dược, mà lại ai cũng không biết tiểu gia hỏa này tăng lên một cấp cần bao nhiêu cao cấp đan dược, tiêu viêm chính là lại tài đại khí thô, cũng không nhất định chịu nổi. Tựa hồ không nghĩ tới tiêu viêm sẽ cự tuyệt, cầu cầu lộ ra phi thường ủy khuất, nó mím chặt miệng, tội nghiệp nhìn về phía thanh mộc nhi đối với chuyện này thanh mộc nhi có thể không dám tùy tiện thay cầu 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 tình nàng chỉ là nhìn xem tiêu viêm chờ tiêu viêm làm ra quyết định thấy lần này cầu tình không có kết quả cầu cầu con mắt quay tít một vòng lập tức lại nhìn về tiêu viêm mới vừa rồi còn dáng vẻ đáng thương lập tức biến thành vẻ kiên định khóe miệng vểnh lên đầu có chút ngẩng lên ý kia rõ ràng là nói cho tiêu viêm người không đáp ứng coi như xong ta cũng sẽ không đáp ứng người tiểu gia hỏa này tiêu viêm im lặng đám người cũng im lặng tiểu gia hỏa này thực sự là quá thông linh tiêu viêm giả trang ra một bộ rất bất đắc dĩ sáng vẻ lấy thương lượng khẩu khí nói như vậy đi người ngũ tinh về sau ta tiếp tục vì ngươi cung cấp đan dược cũng không phải là không thể được nhưng chúng ta đi ra ngoài lịch luyện ngươi cũng giống lần này dụng tâm giúp ta tìm kiếm dược liệu chân quý cầu cầu con mắt chớp tựa hồ đang tính toán đến cùng vạch không có lời tất cả mọi người nhiều hứng thú nhìn xem cầu cầu muốn nhìn một chút cầu cầu là như thế nào bị tiêu viêm thành công dụ dỗ thấy cầu cầu tâm động nhưng còn có chút do dự tiêu viêm rèn sắt khi còn nóng giả trang ra một bộ bị thiệt lớn dáng vẻ hối hận nói được rồi được rồi ta phát hiện ta thua thiệt lớn không chỉ có muốn ra cao cấp dược liệu còn muốn cho ngươi luyện chế đan dược ngươi có biết hay không ta là một tên cao cấp luyện dược sư cao cấp luyện dược sư giúp người luyện chế một lần đan dược thu phí rất đắt ai biết ngươi có thể hay không giúp ta tìm tới chân quý dược liệu đây không làm không làm ngươi làm ta không nói gì thấy tiêu viêm đổi ý Cầu cầu con mắt một chút chừng được căng tròn, gấp đến độ nhe răng trợn mắt, liên tục không ngừng thẳng gật đầu. Gọi người tên nhóc lừa đảo thật không có gọi sai, Thanh Mộc Nhi nhịn không được ở trong lòng xỉ tiêu viêm một cái, miệng bên trong lại rất phối hợp trách cứ tiêu viêm, nào có người dạng này. Tiêu viêm cố nén không để cho mình bật cười, khổ sở nói, Mộc Nhi, nếu như nó giúp ta tìm đều là chút đồng dạng dược liệu, ta chẳng phải là thua thiệt, thấy Thanh Mộc Nhi lập tức cũng nhanh không nín được muốn bật cười, vội vàng nói, tốt tốt thua thiệt liền thua thiệt đi nhìn trên mặt mũi của ngươi ta liền cố mà làm đáp ứng chính là cầu cầu cười thanh mộc nhi cũng cười tất cả mọi người cười tiêu viêm càng là cười đến giống con hồ ly kỳ thật sớm tại ngũ hoàn kỳ lân sơn cầu cầu còn không có thể hiện ra có thể phát hiện chân quý dược liệu thiên phú kinh người tiêu viêm liền suy nghĩ lấy dùng biện pháp gì đem cầu cầu mang về bởi vì thanh mộc nhi rất thích cầu cầu thanh mộc nhi thích hắn làm sao sẽ không tận tâm thành công dụ dỗ cầu cầu Mọi người tại Tiêu Viêm dẫn rất hạ lướt qua hẻm núi hẹp dài, bay đến thải quang chi địa phụ cận. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngay phía trước là một cái như mặt gương đồng dạng hồ nước, tựa như một viên to lớn ngọc lục bảo thạch khảm nạm tại quần sơn trong, quanh quần thanh vụ phiêu ở trên mặt hồ, tựa như tại tính mịch trên mặt hồ bao phủ một tầng thật mỏng lộ mỏng xanh, hồ nước cuối cùng có trên bầu trời buông xuống như ẩn như hiện thải quang, lộ ra mỹ lệ lại thần bí. Thật xinh đẹp. Thật đẹp nha, quả thực chính là tiên cảnh thanh mộc nhi cùng từ ảnh hai nữ nhịn không được kinh hô lên cầu cầu thì đã nhảy lên một cái hướng hồ nước lao đi chậm đã tiêu viêm nhíu mày lại tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở mọi người cẩn thận chút nơi đây tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy tiêu viêm mang theo ý nghiêm đám người lập tức dừng bước thanh mộc nhi còn hất lên trường tiên đưa bóng cầu cuốn trở về gấp đến độ cầu cầu ủ ngục giáo lên không ngừng từ ảnh nhìn sang bình tĩnh nước hồ hỏi tiêu thiếu là phát giác được hồ này có cái gì nguy hiểm không? Tiêu viêm rất khoát trả lời, không có, bất quá, chính vì vậy, ta mới phát giác được không ổn, các người chẳng lẽ không có phát hiện, trước đó thú triều chính là đang ngăn trở chúng ta tới gần nơi này sao? Thế nhưng là, nơi này lại là gió êm sóng lặng không có chút nào nguy hiểm, vài dặm phạm vi bên trong ngay cả cái bóng ma thú đều không có, các người không cảm thấy thật kỳ quái sao? Nghe tiêu thiếu kiểu nói này, xác thực rất kỳ quái, nam nhĩ, minh nói, tiêu thiếu, linh hồn chi lực của người nhưng có phát hiện gì linh hồn chi lực không cách nào thẩm thấu phiến hồ nước tiêu viêm trả lời để bầu không khí lập tức ngưng trọng lên thanh mộc nhi nhìn một chút bị nàng mạnh ôm vào trong ngực vẫn không ngừng nghĩ nhảy đi ra cầu cầu cúi đầu xuống nhỏ giọng hỏi cầu cầu bên hồ kia gặp nguy hiểm sao Úng ục thanh mộc nhi ngẩng đầu nói với mọi người cầu cầu không nói chỉ nói là nó muốn đi ngâm trong hồ nhưng trong mắt của nàng nhiều hơn một phần chắc chắn ta cảm thấy cầu cầu dám đi trong hồ có hay không có thể nói rõ trong hồ, không có nguy hiểm gì. Lại nói, cho dù có cái gì nguy hiểm, chúng ta đã tới, tính sao cũng phải xông vào một lần. Nghe thanh Mộc Nhi, tiêu viêm tâm vì đó buông lòng, có phần chấp nhận gật đầu, nói, Mộc Nhi nói có lý, cầu cầu rất quen thuộc nơi này, nếu như hồ nước thật gặp nguy hiểm, nó chỉ ít hẳn là nhắc nhở chúng ta một chút. Chúng ta tiến lên xem một chút đi, thật hiếu kỳ hồ này đến cùng có cái gì bí mật, dĩ nhiên có thể che đậy ta linh hồn chi lực. Đám người vừa đến bên hồ, bản như mặt gương trong hồ nước tựa hồ đã tuôn ra không hiểu năng lượng xanh lam nước hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng toàn bộ hồ nước phảng phất từ trong ngủ mê tỉnh lại y nguyên không có cảm nhận được nửa điểm nguy hiểm tiêu viêm nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống cười nói có lẽ là ta suy nghĩ nhiều quá cầu cầu lúc này càng thêm hưng phấn liều mạng dãy dụa lấy nghĩ từ thanh mộc nhi trong ngực nhảy xuống nhưng thanh mộc nhi vẫn có lo lắng cắt gao đè lại nó thu hồi ánh mắt quát lớn cầu cầu người kích động như vậy làm gì trong hồ có bảo bối người thích sao người nói vô ý người nghe hữu tâm tiêu viêm chuyên chú nhìn cầu cầu một hồi kinh hỉ nói mộc nhi nói không chừng trong hồ thật có bảo vật gì người xem bóng cầu con mắt của nó liền không hề rời đi qua hồ nước mà lại hai mắt tỏa ánh sáng vô bộ phi thường muốn xông vào trong hồ thật thanh mộc nhi lông mày nhíu lại nhưng vẻ mừng rỡ vừa lên trong mắt của nàng lại lập tức xẹt qua một vệt vẻ cảnh giác bởi vì nàng nghe được hồ nước nơi cuối cùng đột nhiên ẩn ẩn có âm thanh truyền đến tựa hồ là có người tại dùng một loại thần bí âm điệu thấp giọng ngâm sướng. Đám người cũng đều nghe được, tiêu viêm cảnh giác nhắc nhở mọi người cẩn thận, cả đám đều ngưng thần đề phòng. Theo nơi xa truyền đến tiếng ngâm sướng dần dần rõ ràng, một trận kỳ dị hương khí từ trong hồ nước dâng lên, ngọt ngào, nhân nhớt, nghe rất dễ chịu, cho người ta một loại cực ngọt ngào dụ hoặc khiến người không kìm lòng nổi liền muốn hít sâu. Nhưng mọi người đều tranh thủ thời gian ngừng thở, lui ra phía sau mấy bước, như lâm đại địch cầu cầu lại rất hưởng thụ cái mũi nhỏ co lại của người người một bộ phi thường say mê bộ dáng trên mặt hồ ngay từ đầu vốn là nhu hòa gió nhẹ có thể theo trong hồ năng lượng ba động tăng lên gió biến lớn thổi tan bao phủ ở trên mặt hồ màu xanh sương mù lộ ra trong hồ nước một mảng lớn lá sen lúc này trầm thấp tiếng ngâm sướng bỗng nhiên trở nên to từ lá sen bên trên phiêu tán rơi rụng ra vô số giọt nước kỳ dị từ bốn phương tám hướng hội tụ đến giữa hồ ở nơi đó rất nhanh ngưng kết thành một khối to lớn đá thủy tinh thanh tịnh trong suốt tại giữa hồ lơ lửng giữa không trung ngay sau đó giữa hồ bên trong đột ngột bắn dọi ra một đạo vàng nhạt lệch kim sắc cột sáng chui vào to lớn đá thủy tinh bên trong tiếng ngâm sướng im bặt mà dừng trên mặt hồ gió cũng ngừng hồ nước khôi phục lại bình tĩnh phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra chỉ có mùi thơm như cũ nhưng khối đá thủy tinh to lớn lại không nữa thanh tịnh trong suốt nơi trọng yếu có một đoàn nhạt khí lưu màu vàng đang không ngừng cuồn cuộn dị thường thần kỳ. Đây là, đám người nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn qua giữa hồ giữa không trung cự đại thủy tinh thạch. Cầu cầu lại thờ dịp đám người thất thần lúc bỗng nhiên từ thanh mộc nhi trong ngực thoan ra, bịch một tiếng nhảy vào trong hồ. Cầu cầu, thanh mộc nhi kinh hô. Nhưng cầu cầu lại chính chân nhỏ vút bọt nước bơi ngừa ở trên mặt hồ, bộ dáng kia nói có bao nhiêu hài lòng. Tiêu viêm nhìn xem trong hồ cầu cầu hài lòng vô cùng, tựa hồ vừa mới phát sinh hết thảy cũng không có nguy hiểm gì, nín thở truyền âm cho thanh mộc nhi có thể hay không hỏi một chút cầu cầu vừa rồi là chuyện gì xảy ra đúng thế hỏi cầu cầu thanh mộc nhi lập tức hỏi thăm về cầu cầu tới ùng ục cầu cầu một bên đáp trả thanh mộc nhi một bên duỗi ra tay nhỏ chào hỏi đám người xuống nước thanh mộc nhi biểu lộ cũng từ kinh ngạc đến kinh hỉ buông ra hô hấp đối với đám người thuật lại nói cầu cầu nói nơi đây chính là viễn cổ di chỉ nơi trọng yếu tên là tôi thể dưỡng linh hồ nước hồ có thể tôi thể mùi thơm có thể dưỡng linh trời ạ thế mà có dạng linh hồ này chúng ta nhanh xuống nước đi nghe sau nước hồ có thể tôi thể còn có thể dưỡng linh khiếu chiến lập tức hô to gọi nhỏ la hét liền muốn xuống nước đi chậm rãi tiêu viêm gọi lại khiếu chiến sau đó phân phó thanh mục nhi ngươi hỏi một chút cầu cầu trước đó nó vì cái gì không nói xác thực trước đó hỏi nó không nói hiện tại nó đến trong hồ liền nói nhất định có nguyên nhân gì lần này không trở thanh mục nhi hỏi trong hồ cầu cầu liền chính mình ủng ục nói không ngừng thanh mộc nhi tranh thủ thời gian phiên dịch nó nói chúng ta không đi đến bên hồ nó không thể nói chúng ta không đi đến bên hồ nói rõ chúng ta còn không có chiến thắng ma thú thủ hộ giả nơi này trong hồ tôi thể năng lượng liền sẽ không bị kích hoạt cũng không sẽ xuất hiện dưỡng linh mùi thơm tạo dựng nơi đây viễn cổ đấu đế thật sự là hào thủ đoạn khẳng định là cửu tinh đấu đế mà lại còn không là bình thường cửu tinh đấu đế đi xuống nước tôi thể dưỡng linh đi nghi hoặc hiểu hết tiêu viêm một tiếng chào hỏi đám người nhao nhao nhảy vào trong hồ ngâm tại ẩn chứa nồng đậm thiên địa linh khí trong hồ nước cảm thụ được cổ nhu hỏa năng lượng xuyên thấu qua da thì thẩm thấu tiến toàn thân đám người cảm giác chính mình xương cốt cùng cơ thể đang bị chậm rãi cải tạo đồng thời tràn ngập ngọt ngào mùi thơm thông qua hô hấp tiến vào thức hải đám người lượn lờ tại thức hải bên trong tư dưỡng linh hồn chi lực của bọn hắn thật sự là thần địa tiêu viêm hiện lên chữ lớn bày ở trên mặt hồ thoải mái rên rỉ lên tiếng nhưng hắn rất nhanh phát hiện Nước hổ tôi thì hiệu quả rõ ràng không bằng tu tủy đan, chỉ có mùi thơm đối với linh hồn chi lực tầm bổ khiến hắn hài lòng. Khó được có dạng này tư dưỡng linh hồn chi lực cơ duyên, nếu như có thể thời gian dài ở đây đầy đủ tư dưỡng linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực cảnh giới tuy không có lập tức tăng lên, nhưng đối với ngày sau linh hồn chi lực tu luyện cùng cảnh giới tăng lên lại có trợ giúp thật lớn. Hắn không phải do nhẹ giọng hỏi cầu cầu, tư dưỡng linh hồn chi lực mùi thơm sẽ kéo dài bao lâu. Ung ục, cầu cầu tay nhỏ vuốt tròn trịa cái bụng, hững hờ trả lời một câu chỉ tiếp tục bảy ngày nghe thanh mộc nhi phiên dịch tiêu viêm cùng tất cả mọi người có chút thất vọng tựa hồ nhìn ra đám người thất vọng cùng mơ hồ bất mãn cầu cầu trợn trắng mắt lại đối thanh mộc nhi cô lỗ một phen thanh mộc nhi tràn đầy vẻ tiếc nuối nói cầu cầu nói đừng oán trách tranh thủ thời gian hấp thu năng lượng cùng hô hấp mùi thơm đi trong hồ có thể tôi thể năng lượng cùng dưỡng linh mùi thơm mỗi lần chỉ có thể duy trì bảy ngày bảy ngày sau đó liền sẽ tiêu tán lần tiếp theo ngưng tụ ra năng lượng cùng mùi thơm chỉ sợ được ngàn năm sau đó vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian tận lực nhiều hô hấp một chút hương khí đi đúng nhiều hô hít một hơi là một cái thanh mộc nhi chuyển tố để đám người lập tức tăng nhanh hô hấp tần suất điên cuồng hấp thu lên mùi thơm tới long ý khoa trương nhất hắn thế mà hóa ra dài trăm trượng cửu huyền kim lôi long chân thân to lớn rồng miệng hơi mở một cái tối thiểu đỉnh đám người mấy chục miệng tiêu viêm lại còn tại bất mãn bên trong cảm thấy tạo dựng nơi đây viễn cổ cửu tinh đấu đế có chút hẹp hòi hắn nằm ngửa ở trên mặt hồ nhìn xa xa treo tại giữa hồ giữa không trung khối đá thủy tinh to lớn kia hắn coi là duy trì trong hồ năng lượng cùng mùi thơm nhìn một chút hắn mới đột nhiên nhớ tới tại giọt nước ngưng kết ra khối đá thủy tinh này trước đó có đã có mùi thơm hắn không khỏi bỗng nhiên đứng dậy hỏi cầu cầu khối đá thủy tinh kia là làm cái gì uể oải nằm ở trên mặt nước cầu cầu khoái miệng phiêu khởi giống như cười mà không phải cười giả hoạt ý cười. Nâng lên chân nhỏ, đầu ngón chân hướng đá thủy tinh hư điểm một cái, hướng tiêu viêm ném đến hỏi tuần ánh mắt, ý kia là hỏi, người hỏi nó, sau đó lấy một bộ xem thường thần thái cô lỗ vài câu. Thanh Mộc Nhi đột nhiên từ trong nước nhảy lên lên, ngạc nhiên hỏi cầu cầu, thật. Y phục ướt đẫm Thanh Mộc Nhi lăng hư đứng trên mặt hồ bên trên, quyển chuyển dáng người càng lộ vẻ linh lung bay bồng, làm cho người ta suy tư. Nhưng tiêu viêm giờ phút này lại vô tâm đi thưởng thức cái này, hắn chưa hề thưởng thức qua thanh mục nhi vẻ đẹp vội hỏi cầu cầu nói cái gì thanh mục nhi kích động nói cầu cầu nói đá thủy tinh kia là tiến vào viễn cổ đấu đế phủ đệ đầu mối then chốt đám người nghe vậy một cái giật mình tất cả đều soạt một tiếng từ trong nước nhảy lên lên lăng hư đứng trên mặt hồ bên trên nhìn qua khối đá thủy tinh kia mắt thả kim quang phủ viễn cổ cửu tinh đấu đế bảo vật khẳng định không ít tiêu viêm thu tầm mắt lại hậm hực giận giữ hỏi cầu cầu trước người vì cái gì không nói cầu cầu trừng mắt sử xuất tính tình lớn tiếng cô lỗ một câu. Thanh Mộc Nhi nói, nó nói ngươi lại không hỏi nó. hư, ngươi cái tiểu hỗn đàn này, nhìn ta về sau làm sao thu thập ngươi. Tiêu Viêm tức giận đến nghiến răng, mau nói, đá thủy tinh làm như thế nào dùng? Cầu Cầu bị Tiêu Viêm dáng vẻ dọa, nó chưa từng thấy Tiêu Viêm dạng này nổi giận, run rẩy tới gần bên người Thanh Mộc Nhi, run run rẩy rẩy nhỏ giọng đối với Thanh Mộc Nhi cô lỗ một trận. Thanh Mộc Nhi chịu mến đem Cầu Cầu ôm vào trong ngực, mới quay đầu nói với Tiêu Viêm cầu cầu nói tận chúng ta có khả năng hủy đi đá thủy tinh là đủ cầu cầu còn nói nếu như chúng ta có thể hủy đi đá thủy tinh sẽ có một cái cơ duyên lớn nhưng nó không thể lộ ra quá nhiều thấy mọi người ma quyền sát trưởng kích động lại tranh thủ thời gian nói bổ sung bảy ngày sau đó mới có thể xuất thủ chỉ cần tôi thể năng lượng cùng dưỡng linh mùi thơm không tiêu tán bằng thực lực của chúng ta là hủy không được đá thủy tinh biết được bảy ngày sau mới có thể động thủ đám người toàn bộ thu liễm tâm thần xuyên vào trong hồ tiếp tục tiếp nhận nước hồ tôi thể cùng mùi thơm dưỡng linh bảy ngày đào mắt liền qua ngọt ngào mùi thơm đã lặng yên rút đi trong hồ lại khôi phục không chút rung động tĩnh mịch đám người lăng hư vây đứng tại giữa hồ giữa không trung cự đại thủy tinh thạch bốn phía đều rất hưng phấn khiếu chiến hỏi ai thử trước thấy khiếu chiến hỏi người khác kỳ thật hắn mình đã không kịp chờ đợi tiêu viêm cười nói vậy ngươi thử trước đi sau đó dặn dò ngay từ đầu đừng có dùng toàn lực dù sao chúng ta đối với nó hoàn toàn không hiểu rõ Vạn nhất nó có thể bắn ngược công kích liền phiền toái. Vậy ta trước dùng 5 phần lực thử một chút." Khiếu Chiến gật gật đầu, đấu khí cấp tốc lưu chuyển toàn thân, thân hình nhảy lên một cái, hữu quyền nặng nề mà đập nện trên đá thủy tinh. Nhưng nhìn cứng rắn đá thủy tinh mặt ngoài lại có màu vàng nhạt ba quang tràn lên, nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng, đem khiếu chiến công kích gỡ được không còn một mảnh. Khiếu Chiến kinh ngạc không thôi, chuyện gì xảy ra? Nó không phải đá thủy tinh sao? Ta làm sao giống như lão anh ở trên mặt nước một dạng? Tiêu viêm sắc mặt cũng thay đổi một chút, nhìn như thủy tinh, chưa hẳn chính là thủy tinh, giữa thiên địa dạng gì kỳ thạch đều có. Huống hồ, cái thủy tinh thạch này vốn là từ giọt nước ngưng kết mà thành, nơi trọng yếu lại có cùng ba quang một dạng nhan sắc khí lưu cuồn cuộn, mười phần quỷ dị, há có thể theo lẽ thường mà nói. Sau đó phân phó nói, lại dùng bảy phần lực thử một chút. Khiếu chiến miệng bĩ một cái, tái xuất một quyền, có thể lần nữa bị đá thủy tinh mặt ngoài tràn lên, ba quang hóa thành vô hình tiêu viêm mày kiếm bốc lên một kích toàn lực nhìn xem tại khiếu chiến một kích dốc toàn lực dưới to lớn đá thủy tinh rốt cục có chút lắc lư một cái nhưng cũng chỉ là có chút lắc lư một cái mà thôi ta cũng không tin đánh không nát khối tảng đá vụ này dứt lời khiếu chiến phía sau thú ảnh hiện hiện trên thân kim giáp che thể kim màu vàng đấu khí tại quyền sáo nộ vũ bên trên nước cuồn cuộn khiếu chiến bàn chân bỗng nhiên rỡ một cái hữu quyền ôm theo nặng nề chi lực hướng đá thủy tinh đánh tới lần này đá thủy tinh mặt ngoài tràn lên giống như nước giống như màu vàng nhạt ba quăng vừa tạo nên gợn sóng liền bị khiếu chiến cường hãn sức lực đánh cho tứ tán đá thủy tinh bắt đầu rung động có hy vọng đám người đại hỉ có thể trở lại cảm thấy kinh ngạc chỉ thấy đá thủy tinh mặt ngoài vàng nhạt làm vinh dự tránh đem khiếu chiến kim màu vàng đấu khí thôn phệ hấp thu tiến nơi trọng yếu đoàn kia nhạt khí lưu màu vàng bên trong rung động đá thủy tinh thoáng chốc ổn định lại cái thủy tinh thạch này vậy mà lại hấp thu đấu khí đến gia cố bản thân mọi người không khỏi chấn kinh nhất là khiếu chiến lông mày nhào thành chữ xuyên vốn là mặt đỏ lên bàng ẩn ẩn có vẻ hơi phát tím mà lúc này giúp vào trong ngực thanh mộc nhi chính ăn lấy đan dược cầu cầu đột nhiên nhớ ra cái gì đó ung ục kêu lên thanh mộc nhi tranh thủ thời gian lo lắng hô to khiếu chiến mau lui lại trở về nhưng đã chậm một đạo rực rỡ kim hoàng sắc quyền ảnh đã từ đá thủy tinh bên trong đánh ra đem vội vàng không kịp chuẩn bị khiếu chiến đánh bay và trục trượng cái thủy tinh thạch này quá quỷ dị chẳng những có thể thôn vệ đấu khí, còn có thể dùng hấp thu đấu khí phòng chế ra người công kích đấu kỹ đối với người công kích tiến hành phản kích. Khóe miệng chảy máu tươi khiêu chiến gắt gao nhìn chằm chằm đá thủy tinh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đám người cũng đều rơi vào trầm mặc, lực công kích không đủ, không phá hư được đá thủy tinh, lực công kích một khi đạt tới có thể phá hoại đá thủy tinh trình độ, liền bị thôn vệ đấu khí phản kích, nói cách khác, công kích càng hung ác, phản kích cường độ liền càng mạnh mẽ, tương đương với người công kích công kích mình chính mình cái này còn thế nào làm tiêu viêm nhìn về phía đợi tại thanh mộc nhi trong ngực cầu cầu hy vọng có thể từ cầu cầu nơi đó đạt được phương pháp phá giải nhìn xem tiêu viêm lại nhìn xem một mặt khẩn cầu thanh mộc nhi cầu cầu lộ ra khó khăn vô cùng do dự thật lâu vẫn là kiên định lắc đầu hẳn là chúng ta muốn cùng viễn cổ phủ cửu tinh đấu đế bỏ lỡ đám người có chút uể oải thở dài chưa hẳn tiêu viêm con mắt nhìn chằm chằm đá thủy tinh nói đã lúc trước vị cửu tinh đầu đế kia lưu lại cái nhập khẩu đầu mối then chốt này vậy liền nhất định có biện pháp phá vỡ chỉ là chúng ta tạm thời không có tìm được điểm mấu chốt mà thôi trầm ngâm một chút tiêu viêm tiếp tục nói đoạt đối phương tạo hóa đến khắc chế đối phương nhìn như không có nhược điểm nhưng ta không tin nó liền thật như vậy hoàn mỹ một khi chúng ta tìm ra nhược điểm của nó liền nhất định có thể phá hủy nó tiêu thiếu nói có lý hiếu chiến dùng đấu khí phá chỉ là một loại thủ đoạn chúng ta không ngại dùng các loại thủ đoạn thường một chút đám người một lần nữa có lòng tin, từng cái ma quyền sát trưởng. Dùng đấu khí phá khẳng định không được, tiêu viêm nói, suy nghĩ một chút ở giữa ánh mắt đảo qua cầu cầu, cầu cầu cong lên miệng nhỏ, hình như có mấy phần tức nuối. Nhưng tiêu viêm thời khắc này tâm tư đều đặt ở suy tư phương pháp phá giải bên trên, cũng không có nghĩ sâu vào. Lấy từ ảnh băng hàn chi lực phá, lấy ta thiên hỏa chi lực phá, lấy lòng ý lôi điện chi lực phá, lấy phong bạo phong lực phá, lấy nam nhĩ minh độc phá, lấy linh hồn chi lực phá, vẫn là lấy thuần túy lực lượng phá phương pháp có thật nhiều loại chúng ta trước nếm thử loại nào tiêu viêm một bên nói một bên dùng hỏi thăm ánh mắt đảo qua đám người có thể thấy mọi người không khỏi mờ mịt tiêu viêm biết vấn đề này xem như hỏi không bất quá ngẫm lại cũng thế nếu như biết dùng loại phương pháp nào có thể có hiệu quả đâu còn sẽ giống như bây giờ vô kế khả thi đây xem ra đành phải từng cái thử tiêu viêm bất đắc dĩ cười khổ ánh mắt trong lúc vô tình quét qua cầu cầu thấy cầu cầu biểu hiện ra thần sắc khinh thường đột nhiên nhớ tới vừa rồi cầu cầu cái kia hình như có mấy phần tiếc nuối thần sắc, không phải do trong lòng hơi động. Xem ra, cần phải cho tiểu gia hòa hạ cái bộ, chủ ý quyết định, tiêu viêm đột nhiên cao giọng đề nghị, dùng đấu khí phá nhìn như không được, nhưng chưa hẳn liền thật không được. Có lẽ là chúng ta sơ sót một ít mấu chốt, ta nghĩ chúng ta không ngại thử một lần nữa. Thử lại, khiếu chiến không phải chứng minh dùng đấu khí phá không dùng được sao. Đám người không minh bạch tiêu viêm âm điệu làm sao sẽ đột nhiên cao vẫn chậm một nhịp, cũng không minh Bạch Tiêu Viêm vì sao suy tư nửa ngày lại về đến điểm bắt đầu, Khiếu Chiến càng là lăng lăng nhìn xem Tiêu Viêm. Từng cái nếm thử đã tốn thời gian lại tốn lực, chúng ta vì cái gì không thể khóa chặt một cái khả năng lớn nhất phương hướng đây, ta hoài nghi trước đó dùng đấu khí phá biện pháp căn bản là không có sai. Đám người càng thêm không giải thích được, không sai, không sai Khiếu Chiến sẽ còn chật vật như vậy, không sai cái đá thủy tinh kia vì sao không phá được. Nhưng Tiêu Viêm lại dùng khóe mắt quét nhìn từ cầu cầu Nơi đó thấy được hắn muốn nhìn đến, Cầu Cầu đang nghe Tiêu Viêm nói ra dùng đấu khí biện pháp phá căn bản là không có sai thời điểm, chớp trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc sau cực tự nhiên gật đầu khen ngợi. Tiêu Viêm vỗ tay cười to, cao hứng vứt cho Cầu Cầu một bình tứ phẩm đan dược. Tại mọi người không giảng hòa Cầu Cầu hoang mang ánh mắt bên trong hưng phấn nói ra vừa rồi ta cố ý lớn tiếng đề nghị, chính là tại lưu ý nét mặt của nó, nét mặt của nó nói cho ta biết đáp án, chính là dùng đấu khí phá. May mắn bằng không thì chúng ta chỉ sợ cũng triệt để tìm không thấy phương pháp chính xác. Cầu cầu vốn là lớn con mắt mở lớn hơn, lúc này mới nhớ, tới tiêu viêm âm điệu đột nhiên để lúc chính mình rất tự nhiên, khẽ gật đầu, lại không nghĩ rằng đây là tiêu viêm chuyên cho mình thiết một cái lồng. Nó nhìn một chút trong tay chứa tứ phẩm đan dược bình ngọc, trong lòng rất cảm giác khó chịu, nó rất muốn đem bình ngọc ném ra để bày tỏ mình bị lừa gạt phẫn nộ, có thể tay nắm lấy bình ngọc vừa vung lên đến, lại cực kỳ không thôi, do dự cuối cùng giận hừ một tiếng vừa hung ác trừng mắt nhìn tiêu viêm một chút quay lưng đi vụng trộm đem bình ngọc ném vào trong ngực cầu cầu cử động cười đến đám người tiền phù hậu ngưỡng có thể sau khi cười xong đám người nhìn xem khiếu chiến lại nhìn sang tiêu viêm vẫn là rất hoài nghi dùng đấu khí thật có thể phá sao tiêu viêm nói chỉ cần xác định phương hướng là đúng còn lại chính là vấn đề cụ thể mà cụ thể phương pháp chúng ta thử thêm vài lần rồi sẽ tìm được lời nói không thể nghi ngờ là có đạo lý nhưng dùng đấu khí công kích còn có thể có phương pháp gì sao vận chuyển đấu khí thì chuyển đấu kỹ không phải liền là như thế sao đám người nhất thời cũng không có phát hiện trước đó khiếu chiến công kích có cái gì không đúng nghĩ không ra vấn đề đến cùng ra ở nơi đó nam nhĩ minh nhíu mày hơi trầm ngâm sau nói ra thông qua trước đó khiếu chiến xuất thủ chúng ta có thể đại khái suy đoán ra một chút chi tiết đầu tiên đá thủy tinh uy hiếp lớn nhất là thôn vệ đấu khí phản kích sở dĩ nhất định phải là lực phòng ngự thật tốt muốn gánh vác được người điểm ấy không thể nghi ngờ đám người gật đầu nam nhĩ minh nói tiếp đồng thời lực công kích của người này nhất định phải đủ mạnh bằng không thì không đủ để đánh tan đá thủy tinh xác thực phong bạo tiếp nhận nam nhĩ minh ánh mắt đảo qua khiếu chiến lòng ý cùng tiêu viêm ba người luận phòng ngự chúng ta bên trong liền khiếu chiến lòng ý cùng tiêu thiếu lòng ý mạnh nhất khiếu chiến thứ hai tiêu thiếu hơi hiếu tại khiếu chiến nhưng trước đó khiếu chiến thụ thương là bởi vì không có đề phòng tại có đề phòng tình huống dưới tiêu thiếu hẳn là không có vấn đề quá lớn thấy tiêu viêm gật đầu phong bạo tiếp tục nói mà nói lực công kích trước đó chúng ta đều thấy được hiếu chiến lược công kích còn chưa đủ xem ra chỉ có long ý cùng tiêu thiếu xuất thủ long ý đứng dậy ta tới trước đi nếu có thể phá tốt nhất không thể phá cũng có thể vì cha cung cấp một chút kinh nghiệm tiêu viêm gật gật đầu ân cẩn thận một chút long ý trước đạp một bước bàn chân rơi chỗ một đạo bá đạo khí lưu phun tung tóe mà lên tạo nên vòng vòng gợn sóng ngay sau đó xoay tay phải lại lôi điện thương tại đấu khí quán chú chấn động vang lên theo trường thương vù vù càng lệ lòng ý rốt cục xuất thủ lôi điện thương như điện chớp đâm ra ầm đá thủy tinh mặt ngoài tràn lên màu vàng nhạt ba quang ngay cả gợn sóng đều không có tạo nên liền tại long ý bá đạo một thương hạ vỡ vụn hóa thành điểm điểm sáng văng tứ phía lôi điện thương hung hăng đâm vào đá thủy tinh bên trên cường đại lực trùng kích để to lớn đá thủy tinh rung động không thôi cùng lúc trước khiếu chiến một lần cuối cùng lúc công kích đồng dạng đá thủy tinh lập tức vàng nhạt làm vinh dự tránh nháy mắt đem long ý đấu khí thôn phệ hấp thu tiến nơi trọng yếu nhạt khí lưu màu vàng bên trong ổn định rung động đồng thời cũng trong đó ngưng tụ ra một thanh cùng long ý lôi điện thương giống nhau như đúc trường thương gào thét lên đâm về long ý cùng lúc trước khiếu chiến vội vàng không kịp chuẩn bị khác biệt long ý đối với cái này sớm có phòng bị sở dĩ hắn cũng không có thụ thương chỉ là thân hình lảo đảo dựa thế liền lùi mấy bước toàn lực của ta một kích cũng vô pháp để vỡ ra một tia con mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lông tóc không hư hại cự đại thủy tinh thạch long ý không muốn tiếp nhận sự thật này cưỡng ép dàn xuống thể nội cuồn cuộn huyết khí lại muốn ra tay để cho ta tới thử một chút đi tiêu viêm một cái cất bước tiến lên tay đẻ tại trên vai long ý công kích của ngươi không có mạnh cha ngươi cẩn thận long ý lui đến một bên tiêu viêm vung thước 888 đạo thức ảnh cuốn lên giữa thiên địa năng lượng thật lớn, rót thành một đạo sáng tỏ mũi thước nhọn chém về phía trước màu vàng nhạt ba quang mới vừa từ đá thủy tinh mặt ngoài tràn lên liền bị tiêu viêm bá đạo tuyệt luân công kích đánh tan tiêu viêm cái kia hùng hồn cường hoành đấu khí tùy ý trùng kích ra đến đem bốn phía khí lưu xoắn đến vỡ nát nhưng mà cứ việc to lớn đá thủy tinh tại tiêu viêm cường hãn công kích đến rung động được gần thành một mảnh huyễn ảnh lại không có nửa điểm vỡ tan vết tích cũng tại thôn vệ tiêu viêm đấu khí sau nhanh chóng ổn định đồng thời ngưng tụ ra một thanh màu đỏ tím hư ảo trọng thước lấy đáng sợ chi thế hướng về tiêu viêm chém xuống đã sớm chuẩn bị tiêu viêm vội vàng hướng bổ tới hư ảo trọng thước vung ra thiên hỏa hàng cổ xích tại hai thanh giống nhau như đúc trọng thước sắp tấn công lúc thức thế nhất biến để đánh rơi hư ảo trọng thước trì trệ một chút sau đó xương cánh chấn động thân hình nhanh chóng thối lui lại bước chân xê dịch tránh khỏi hư ảo trọng thước công kích một tiếng ẩm vang hư ảo trọng thước ở phía xa trên mặt hồ bổ ra một cái cự đại hố nước lập tức sóng lớn ngập trời trong hồ dơ lên một đạo trùng thiên màn nước trong chớp mắt ấy tựa như phát sinh biển động nhìn xem một màn này đám người sắc mặt đều khó coi ngay cả tiêu viêm công kích mạnh nhất đều không thể có hiệu quả thủy tinh thạch phòng ngự thực sự quá mạnh làm sao bây giờ tiêu viêm cũng khốn hoặc không hiểu vẫn thầm nói không nghĩ tới ta một kích mạnh nhất cũng không gây thương tổn được nó chẳng lẽ chúng ta thật không có thực lực phá hủy nó nếu như cần vượt xa thực lực của chúng ta mới có thể phá hủy nó cầu cầu căn bản không cần thiết để chúng ta uống phí sức lực nhưng vấn đề đến cùng xảy ra ở chỗ nào nghe tiêu viêm nói thầm thanh mộc nhi đôi mắt lặng yên sáng lên nói đá thủy tinh muốn tại cực trong thời gian ngắn đem chúng ta công kích nó đấu khí hấp thu cũng chuyển đổi thành vững chắc nó tự thân cùng phản kích lực lượng của chúng ta nhất định có chỗ tiêu hao có thể hay không liền trong khoảnh khắc đó chúng ta có cơ hội để lợi dụng được đây đúng thử một chút long ý nâng thương liền công hướng đá thủy tinh trong ầm ầm nổ vang đá thủy tinh như trước đó một dạng đối với long ý tiến hành phản kích nhưng lần này nghe bên tai hô hô xẹt qua phong thanh long ý trưởng thương trong tay bỗng nhiên lần nữa đâm ra buộc một tiếng giòn vang to lớn đá thủy tinh bên trên dĩ nhiên xuất hiện một tia khe hở khe hở tuy nhỏ lại làm cho mọi người thấy phá hủy đá thủy tinh hy vọng trên mặt của mọi người đều lộ ra ngạc nhiên cười quả như thanh mộc nhi nói đá thủy tinh tại hấp thu người công kích đấu khí vững chắc tự thân cũng chuyển đổi thành lực công kích phản kích người công kích trong chớp mắt ấy chính là phòng ngự thời khắc yếu đối nhất. Ha ha, rốt cuộc tìm được then chốt phá nó, ta cùng Long Ý thay nhau xuất thủ, nhất định có thể hủy nó. Tiêu Viêm cười ha ha, lại phát hiện cầu cầu xem thường nhếch miệng, tiểu gia hòa ngươi không tin, nói định vung thức động thủ, nhưng ánh mắt của hắn vào thời khắc ấy liền định trụ, đá thủy tinh bên trên đạo nhỏ xíu khe hở dĩ nhiên không thấy, ngay tại trong thời gian thật ngắn này, nó dĩ nhiên khép lại như lúc ban đầu. Đám người vui sướng thần sắc cũng lập tức chìm xuống dưới. Lông mày cau lại, tiêu viêm quay đầu nhìn đang có chút đắc ý cầu cầu tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa lông mày giãn ra cười nói không phải liền là một cái chớp mắt lực công kích của chúng ta không đủ nha cái này thật đúng là không làm khó được chúng ta chúng ta có đấu kỹ đoàn đội thấy mọi người thần sắc một thích sao lại hiện vẻ lo lắng biết mọi người đang lo lắng sử dụng đoàn đội đấu kỹ sau công kích là sẽ mạnh rất nhiều nhưng đá thủy tinh phản kích cũng sẽ mạnh rất nhiều công kích người phải chăng gánh vác được tiêu viêm mỉm cười đã tính trước nói yên tâm đi lần công kích thứ nhất chỉ sử xuất lục tinh trung hậu kỳ lực lượng để đá thủy tinh hấp thu đấu khí chuyển hóa thành lực công kích khiến cho một cái chớp mắt phòng ngự yếu đi là được mà nó phản kích ta khi đó sẽ có thất tinh sơ kỳ thực lực dễ dàng liền có thể tiếp tục chống đỡ ta lại lập tức phát ra thất tinh sơ kỳ một kích toàn lực có phải hay không liền hẳn là có thể để nó khe hở lớn hơn một chút rồi như thế như vậy lặp đi lặp lại không cho nó thời gian khép lại khe hở ta cũng không tin phá hủy không được nó tiêu viêm để đám người lại thấy được phá hủy đá thủy tinh hy vọng cấp tốc liệt tốt trận hình đem tất cả đấu khí quán chú cho tiêu viêm theo đấu khí liên tục không ngừng tràn vào tiêu viêm thực lực nhanh chóng tăng lên thiên hỏa hàng cổ xích bên trên thiếu đốt hỏa diễm cũng càng thêm sáng tỏ càng thêm nóng rực tiêu viêm phải tay nắm chặt trọng thước quyền trái cách không anh ra lấy tiêu viêm hiện tại thất tinh sơ kỳ thực lực cái này tùy ý một quyền liền đã mạnh hơn long ý một kích toàn lực đá thủy tinh một trận rung động về sau thôn vệ hấp thu đầu khí cấp tốc vững chắc ngay sau đó phát ra một cỗ phá không quyền phong đánh phía tiêu viêm có thể tối đa cũng liền thực lực lục tinh hậu kỳ phản kích đối với hiện tại đã cỗ thất tinh sơ kỳ thực lực tiêu viêm đến nói đã không nữa có uy hiếp nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh thiên hỏa hằng cổ xích toàn lực bổ ra 888 đạo thức ảnh nhanh chóng kết hợp một thước tại chớp mắt là qua trong chớp mắt ấy bổ vào to lớn đá thủy tinh bên trên thất tinh sơ kỳ thực lực một kích dốc toàn lực Quy lực xa không phải lục tinh sơ kỳ có thể so sánh, không giống như không có gì đá thủy tinh bốn phía lại bị mạnh mẽ thức gió xé rách ra, như tơ liễu đồng dạng cuồng vũ luồng khí xoáy, lạch cạch một tiếng vang thật lớn về sau, đá thủy tinh bị đánh ra một đạo cực rõ ràng khe hở, run rẩy dữ dội không thôi. Lại đến, trên tay không ngừng, lại là một cái phổ thông sức lực trọng quyền oanh ra, tiêu viêm trọi cứng ở đá thủy tinh phản kích, đem hết toàn lực thiên xích vô ảnh lần nữa bổ ra, bổ vào cái khe kia bên trên. Không có bất kỳ cái gì ngừng tiêu viêm tại mọi người bằng bạc đấu khí duy trì dưới một hơi như pháp đối với đá thủy tinh đánh ra gần trăm thước đá thủy tinh bên trên cái khe kia càng nứt càng lớn mặt ngoài từng mảnh thạch phiến bắt đầu từng tầng bong ra từng màng bị tiêu viêm công ra to lớn sức lực chấn động đến bốn phía vẩy ra nện đến bốn phía mặt hồ tựa như mở nối nước sôi mắt thấy to lớn đá thủy tinh liền muốn vỡ vụn đợi ở phía xa một bên say sương ngon lành ăn đan dược tứ phẩm tiêu viêm mới cho nó một bên nhìn tiêu viêm phá thạch cầu cầu đột nhiên lo lắng ủng ngục kêu lên cẩn thận thanh mộc nhi vội vàng hô to nhưng vẫn là chậm chút một cỗ như như phong bạo đáng sợ năng lượng từ phá tan đá thủy tinh bên trong vọt ra tiêu viêm sắc mặt đại biến nếu như cỗ năng lượng này trực tiếp càn quét đến chính đem đấu khí thua đưa cho hắn đám người hậu quả khó mà lường được trong lúc vội vã hắn gấp triển xương cánh dùng to lớn hai cánh cứng rắn chống đỡ ở năng lượng xung kích trải qua chặn lại này năng lượng uy lực bị suy yếu rất lớn nhưng tiêu viêm cũng bị đánh bay xa trăm trượng tên nhóc lừa đảo tiêu thiếu bỗng nhiên nhận to lớn như thế năng lượng xung kích tiêu viêm khóe miệng tràn ra vết máu thể nội càng là phảng phất có vô số thanh tiểu đao tại quấy cắt kịch liệt đau nhức khó nhịn có thể tiêu viêm trên mặt lại lộ ra vui mừng cười lảo đảo lấy đứng người lên hướng nhào sông tới đám người khoát khoát tay ra hiệu chính mình không có việc gì mặc dù bị thương nhẹ nhưng cuối cùng phá hủy đá thủy tinh đáng giá có thể sau một khắc tiêu viêm ánh mắt đột nhiên nâng lên nhìn về phía vỡ nát đá thủy tinh sắc mặt đại biến đám người theo tiêu viêm ánh mắt nhìn con người cũng theo đó co rụt lại chỉ thấy to lớn đá thủy tinh đã vỡ nát hầu như không còn nhưng nơi trọng yếu đoàn nhạt khí lưu màu vàng lại không có phiêu tán mà là tại nơi đó biên độ rất lớn nhuyễn động tản mát ra cực mạnh khí tức mà phía dưới hồ nước phảng phất nhận lấy cực mạnh hấp lực vô số đạo nhạt cột sáng vàng lôi cuốn lấy từng khối hòn đá từ trong hồ sông ra tan và nhúc nhích nhạt khí lưu màu vàng bên trong hấp thu nhạt cột sáng vàng năng lượng nhạt khí lưu màu vàng đoàn nhúc nhích biên độ càng lúc càng lớn nhúc nhích được cũng càng lúc càng nhanh phát ra hào quang óng ánh đâm vào người chỉ có thể hư hít mắt đây là đám người kinh nghi bất định nhìn chăm chú lên một màn này dần dần nhạt khí lưu màu vàng ngưng tụ thành hình người đồng thời bắt đầu ngưng động rất nhanh một người toàn thân che khối khối cứng rắn nham thạch cự đại nhân hình sinh vật huyền lập giữa không trung một đôi chóng mắt màu vàng óng lúc khép mở quang mang khiếp người các bạn đăng ký kênh ủng hộ ad nhé